rồi ạ. Thì bây giờ thì chúng ta review lại một chút trong trong tuần vừa qua của mình. Phần đầu tiên trong ngày hôm nay thì mình muốn bỏ qua phần này đi. Phần đầu tiên trong ngày hôm nay mình muốn được lắng nghe các team của mình sau khi mà mình tham gia hành trình này, mình đã mang cái điều hành trình này vào trong đời sống của mình như thế nào. Thì mình muốn lắng nghe được điều đó nhiều hơn, là cái việc hôm nay chúng ta nghe thêm những điều thứ mới thì cũng được, nhưng mà mình thấy nó không cần thiết lắm, vì rất nhiều thứ hay ho tinh hoa nhưng mà nó trôi mất rồi, trôi hết rồi. Nếu không nó là quên sạch đến cả những cái lời thề mà chúng ta cam kết, gọi là thề non hẹn biển với nhau, đúng không? Mà chúng ta còn quên nói gì những cái bài học đơn giản như thế này. Thì cho nên là mình nghĩ là kiến thức thì nó vô vô vàn, có thể học thêm. Quan trọng là mình đã ứng dụng được gì trong đời sống, đấy, trong công việc, và thì điều đó nó quan trọng hơn, tức là nó còn lưu vết lại được những gì. Thì mình muốn một vài team mình đến đây mình chia sẻ với các bạn, mình chia sẻ xem là. Còn nếu như mà không ứng dụng được gì thì rõ ràng là thôi thì mình lại phải buông xả, là cái buổi ngày hôm nay nó giống như buổi xả stress vậy. Đấy, cho mọi người đến nghe cho nó vui thì cũng được, ít nhất vẫn còn giá trị. Nhà mình cứ nhớ cái gì thì chia sẻ cái đó thôi ạ. Rồi, hay là nghe sự tĩnh lặng.
Chào cả nhà nhé. Vâng, mời thầy Trung ạ. Chào thầy. Vâng, Trung đã chia sẻ với cả nhà một chút. Thì trong cái tuần vừa rồi thì bên Trung cũng thay đổi cái team của bên Trung hơi đông. Thế mình thay đổi cái nhóm một tí để cho các thầy nhóm và thầy cô vào cùng với nhau. Thế là chia lại nhóm để cho mọi người bắt đầu là áp dụng cái tự quản. Thì mình chia thành 4 tổ, một là tổ giáo viên, hai là tổ các trợ giảng cấp 3, thứ ba là tổ trợ giảng cấp 2 và một cái tổ là bên 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 team truyền thông, bên quản lý. Thì ở bên mình thì cứ cuối tháng là nghỉ, thì có như vừa rồi là có mấy ngày cuối tháng là bên mình cũng nghỉ. Thì đang vận dụng cái tự quản vào cho mọi người và chia những cái đầu việc nó sát hơn, nên là vận dụng cũng chưa được được nhiều mấy. Thì mình cũng làm cái việc nữa, mình đang cân nhắc để phân bổ lại cái nguồn tài chính cho mỗi một cái tổ, ví dụ trợ giảng là bao nhiêu, cái doanh thu là bao nhiêu, và sau này mục đích thì cũng sẽ ví dụ như là bên trợ giảng là mình sẽ định phân chia là 5% cho bên trợ giảng. Thì như cuối tháng vừa rồi thì mình vẫn vận dụng cái mô hình cũ là chia các bên các anh chị quản lý thì chia lương cho mọi người, nhưng mà dự kiến là từ tháng tới thì mình sẽ phân bổ cái tài chính đó cho các tổ ấy. Thì các tổ sẽ tự chia cho nhau, đấy là cái dự định mà sẽ áp dụng trong cái tháng tới. Thế chứ là các bên các gọi là bên bên lãnh đạo, bên quản lý sẽ không không tự chia nữa, không chia cho từng người nữa, mà sẽ chia theo tổ và bên tổ sẽ tự đánh giá và tự tự chia cái đấy cho nhau. Thì cũng rất là cảm ơn các cái chương trình đào tạo và cái của bên thầy Minh. Thì nhờ các chương trình này mà các cái thành viên ở bên TCT rất là tích cực. Đấy là nói về cái tự quản ấy, là mọi người cũng tự học, tự tư duy. Thì cái chương trình tuần vừa rồi là bên bên trung tâm mình gần như là không đào tạo mấy, và mọi người ta tự học, tự nghĩ và tự rèn, đang phấn đấu đến những cái mà sau này tự chịu trách nhiệm. Thì mọi người như tuần vừa rồi là cũng tự tự chạy ra. Tuần vừa rồi là bên mình không đào tạo được mấy, không vận dụng được nhiều, nhưng mà thì mình thấy bước đầu như thế thì cũng ổn. Bên mình thì tuần vừa rồi nghỉ hơi nhiều, cộng với cái Covid là mọi người làm việc từ xa, tương tác cũng hơi ít. Thì cái này cũng rất nhờ thầy Minh để tư vấn thêm, là tuần vừa rồi là bên mình tương tác ít lắm. Thì các nhóm cũng tự làm với nhau cũng vừa vừa thôi. Nên là những các cái như theo xe nghe cái video của thầy chia sẻ, thầy Quân chia sẻ, thì như là bên mình như thế là làm nó chưa chưa được như thế, được một ít thôi. Thì nhờ thầy Minh có tư vấn giúp xem là cái thời lượng đào tạo của mọi người nên là bao nhiêu, và mọi người nên tương tác với nhau như thế nào để cho ví như tuần vừa rồi về bên mình tư thái ít quá, vì là muốn là chia những cái nhóm để nó thiết thực hơn. Cái bên giáo viên thì tập trung vào, vì là bây giờ là cái lúc mà là học dạy qua mạng cho các em học sinh ấy, thì cái vấn đề quan trọng nhất là dạy những kiến thức nó hấp dẫn, rồi truyền những động lực cho học sinh. Thực sự là đang phải các thầy là phải cố gắng để dạy làm sao để nó tốt nhất, để cho cái lượng học sinh nó không bị mất đi. Đấy. Vì các con nó học qua mạng thì cái tính tự giác và quản lý nó cũng khó, nên là cả tuần rồi các thầy cô rồi tập trung vào chính vào cái để nâng cấp giáo án, rồi nghiên cứu về các cái dạy dỗ và truyền động lực cho các bạn. Thì về các cái thực hiện các cái sứ mệnh này, hứa như bản bản thân mình thì
cũng làm được cho nhiều học sinh có cái buổi dạy và chia sẻ thêm, truyền thêm năng lượng học sinh, thì cái đấy thì mình làm cũng cũng tạm ổn. Nhưng về đội ngũ thì chưa làm được nhiều lắm, nhưng mà các bạn cũng cũng tự chạy, mình cũng giám sát, mình để ý từ xa thì thấy cũng, cũng tốt. Thì tuần rồi là các bạn không như trước đây là kiểu vi phạm lỗi hoặc kỷ luật thì nó ít lắm. Thì chung đi chia sẻ tuần rồi được ít nên chia sẻ được chút xíu thôi. Bây giờ thì mình kiến giải thêm giúp như nào cho nó hợp lý trong cái thời đoạn dịch này. Cảm ơn thầy Minh, cảm ơn mọi người. Vâng, cảm ơn thầy Trung. Thầy ghi lại một số câu hỏi giúp mình nha. Thầy ghi một số câu hỏi ở trong, thầy gõ chữ phân tích giúp mình vậy ạ. Vâng. Và để tí nữa mình lấy phần trả lời. Rồi mình muốn một bài tin nữa mình chia sẻ. Rồi ạ, mời chị Ngọc. Hi, chào cả nhà, mình là Ngọc, mình đến từ cái câu lạc bộ là tiếng Anh ba gốc. Thì ở câu lạc bộ mình thì sau khi áp dụng cái mô hình sinh học này, là mô hình là từ đầu tiên khi mà bọn mình áp dụng luôn, bởi vì là gần như là tất cả là từ mới, từ thành viên cho đến là câu lạc bộ, tất cả là mới tinh tình tình, và đi theo cái mô hình này ngay lập tức. Có một số cái trải nghiệm mình sẽ xin chia sẻ với nhóm một chút, đó là việc đầu tiên là đội mình gồm 5 người, thì đầu tiên trong cái mô hình đến bọn mình chỉ mới là ở mức là đồng chí hướng thôi. Thì sau đến tuần thứ này là tuần 6, hơn 1 tháng rưỡi đồng hành, thì mình có một số cảm nhận như sau. Thứ nhất là cái tinh thần làm việc của mọi người khá là thoải mái, vì đều trên tinh thần là sau khi mọi người có một cái sự chuyển hóa và cái hiểu biết về sinh học rồi, thì cái việc làm việc của bên mình nó cũng không có quá là căng thẳng lắm, thường xuyên hỗ trợ nhau, và dần dần bây giờ bọn mình hiểu thương, bắt đầu hiểu thương hơn, hiểu với nhau hơn, họp với nhau nhiều. Ví dụ 1 tuần 2 buổi thì có 1 buổi hiểu thương và 1 buổi để kiến giải bài tập, rồi vận hành câu lạc bộ các thứ, rồi đi học hỏi từ các câu lạc bộ và những cái dự án khác nữa, cũng thu nhận được rất là nhiều. Và cái cốt lõi của cái mô hình này chính là cái chuyển hóa về tôi, thì và cái tính tự lập tự học của các thành viên ấy. Thì bọn mình đều có cái hành trình đồng hành cùng nhau trong việc cái tự tự học và tự rèn luyện đó. Mỗi người đều có rất là nhiều câu lạc bộ và hoặc là cái dự án đang tham dự. Tuy nhiên là bọn mình chỉ cần là chia sẻ là đang học cái gì, hoặc là đang rèn cái gì, đang tham gia cái hành trình gì đó, thì để đồng hành cùng nhau, hiểu nhau về các cái công việc đang làm đó. Đó là những thứ mà mình mới cảm nhận được sau hơn 1 tháng rưỡi với mô hình này. Và mình cũng rất là muốn nhân bản cái quy trình này sang các nhóm khác. Tuy nhiên là mình cũng sẽ nhận thấy là nó sẽ phụ thuộc vào cái sự trưởng thành của hoặc là cái chuyển hóa tiếp xúc với cái kiến thức về thân tâm. Càng lâu thì cái này nó càng dễ đi vào hơn. Còn ví dụ các cái nhóm khác thì mình phải từ từ, và có những cái nhận biết về nhóm, đưa những cái bước nó đơn giản trước, sau đó thì dần dần có thể là kiến giải thêm cho cả nhóm để có thể đồng hành đi đến cái mô hình này hơn. Đó là những cái mà mình nhận được sau hơn 1 tháng rưỡi. Và cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Cảm ơn chị Ngọc nha. Để nghe ba gốc. Mời chị Phượng Hoàng ạ. Thì cũng xin đại diện nhóm thầy công ba gốc trao đổi với mọi người chút xíu. Thì hồi trong nhóm cũng có mấy anh em làm việc chung với nhau, thì cũng ngay từ đầu luôn, khi mà
Nói chung là mọi người cũng biết mô hình sinh học, nhưng mà khi mà làm theo từng cái buổi bài tập, chủ yếu là làm bài tập theo cái cách mà mình hướng dẫn á, thì dần dần mọi người thì giống như là nó thực tế hơn á, thì dần dần mọi người hiểu nhau hơn. Thì như bên team bây giờ là đang anh em thì mỗi người cũng có một việc làm riêng, rồi những cái nhóm để mà cộng sự. Tuy nhiên thì khi mà mấy anh em thống nhất với nhau là cứ một tuần là sẽ gặp nhau 2 buổi, một buổi là chỉ để dành cho cái việc học thôi, ai biết cái gì hay thì chia sẻ cho nhau để học, để mà chủ yếu là phục sự cho cái việc là cái sứ mệnh mà nhóm đã đặt ra ngay từ đầu. Rồi một buổi thì sẽ dành cho cái việc là mình suy nghĩ cho cái việc là hoạt động sắp tới cho cái câu lạc bộ như thế nào. Thì tuần vừa qua rất là vui, làm mấy anh em vừa học xong rồi cũng vừa phát hiện ra một cái phương pháp là mới tình thương giữa ba mẹ với con á. Thì các anh em cũng bắt đầu thực hành cái việc đó, thì sẽ thấy mọi người gắn kết với nhau nhiều hơn, rồi hiểu nhau hơn. Chứ còn lúc đầu mới vào thì mỗi người một cái tính cách đó, nên là cũng chưa có. Chỉ như là mọi người khi mà vào, mọi người hiểu mô hình sinh học rồi thì mọi người đã cởi mở với nhau nhiều hơn rồi so với những cái nhóm khác. Nhưng mà ở đây thì cũng thấy là với 1,5 tháng thì nó cái tiến trình nó đi, khi mà mình áp dụng mô hình sinh học thì nó đi nhanh hơn, và nhóm hiểu nhau nhiều hơn. Thì cái này là một cái trải nghiệm mà Phượng thấy là rất là hay, nếu mà khi mà mình xây dựng một cái đội nhóm, và cũng có cái việc là hiểu và thương theo cái dạng là hiểu tính cách của nhau thông qua những cái buổi nói chuyện. Thì khi hiểu tính cách của nhau rồi, hiểu được cái thế mạnh của mỗi người rồi, thì lúc đầu là mọi người làm việc còn bài tập là còn lỏng lẻo lắm, kiểu giống như là ai cũng làm theo cái cách của mình. Thì sau đó khi mà bắt đầu thấy được những cái điểm mạnh của anh em trong nhóm rồi, thì bắt đầu là phân ra là mỗi người sẽ làm cái thế mạnh của mình. Thì đó cũng là một cái cách mà cái sự trọn vẹn trong cái mô hình sinh học đó làm cho mọi người phát triển được nhiều hơn. Và khi một cái nhân sự mà họ chưa có cái điểm mạnh đó, hoặc là họ còn yếu cái việc đó, nhưng mà thông qua cái những anh em mà làm việc thì vô tình cũng học luôn, nghĩa là tận dụng được cái trí tuệ tập thể. À, hôm qua thì Phượng có thấy cái tin nhắn là mình khen cái việc là clip nó hay. Thật ra là nội dung do lúc mà thảo luận các anh em thảo luận cái nội dung nó đã quá hay rồi. Thì khi mà lên thì Phượng đang học cái lớp truyền thông thực tế thì vận dụng được cái kỹ năng đó mà làm được cái clip như vậy. Thì mình thấy là khi mà tất cả các anh em cùng đồng lòng thì sản phẩm nó ra nó sẽ tốt hơn mỗi ngày so với lại cái thời gian ban đầu. Thì đó là những cái mà mình thấy rất là hay từ cái mô hình sinh học thì mình áp dụng vào. Thì mình chia sẻ thêm với mọi người. Rồi, cảm ơn thầy. Cảm ơn chị Phượng. Chị Phượng hay chị Hoàng à? Chị tên Phượng. Chị Phượng, vâng. Chị... Để chị đổi cái nick tham gia. Tìm dạy con bắt gốc, mình thấy là có khá là nhiều sản phẩm hay. Sản phẩm tối hôm qua các anh chị đưa lên về 5 cái tình huống này. Em trước cái bài hình khá là hay. Thì cái này thì mình cũng có một vài buổi trao đổi với chị Thảo của bên Rèn Con, thì cũng rất là tâm huyết và hy vọng là team sẽ phát triển mạnh trong thời gian sắp tới. Rồi, dạ. Thì mình xin mời chị Diễm ở bên hướng nghiệp Ba Góc nha. Rồi, Diễm chào Minh với lại chào cả nhà. Thì chắc là đại diện cho team thôi. Team hướng nghiệp Ba Góc có thể có một cái vài cái chia sẻ thôi, chia sẻ cái góc nhìn của Diễm thôi. Đối tới cả nhà là trong cái hành trình qua, thì vừa qua thì câu lạc bộ đã thực hiện được những cái gì và những cái gì mình chưa thực hiện được. Thì nói thiệt là cái nhóm hướng nghiệp Ba Góc đó, lúc đầu thì mình lúc mà mới hình thành đó, thì tập hợp các bạn lại với nhau, thì gần như là khi mà mới nói chuyện lúc ban đầu á, mình sẽ thấy là các bạn đều có trăn trở rất là lớn. Mình thấy là rồi cái nhóm này mọi người có rất là nhiều trăn trở, nhưng mà khi mà đi vô thực tập làm những cái bài tập á, thì đây là chia sẻ rất là thật nha. Thì đi thực tập ví dụ như từ đầu làm cái bài tập sợi chỉ đỏ, thì mọi người vô làm thì cũng phân công công việc vô làm với nhau, viết ra được cái sợi chỉ đỏ, viết ra được lời thầy từ tâm. Nhưng mà nói thiệt là mọi người làm á,
là nó ra được cái lời thề, nhưng mà đọc á, mọi người cũng đọc cũng đi âm lên, nhưng mà nó không chạm đâu, nó không chạm, mọi người cứ đọc cứ cứ có, nhưng mà thực sự là lúc đó mình thấy nó chưa chạm, nó thực sự chưa chạm. Rồi xong lại qua những cái bài tập, ví dụ như là làm bài hịch, thì thực sự ra nhóm cũng ra được cái có phân chia công việc, có làm, nhưng mà thực sự ra tới cuối cùng bây giờ nói thực sự chia sẻ là cái bài hịch của nhóm á, mình có ra một cái gọi là sản phẩm thôi, chứ thực sự nó cũng chưa là một cái tác phẩm mà ưng ý để cả nhóm nói là à wow, cái đó là cái sản phẩm của nhóm mình làm thực sự là tuyệt vời, mình hài lòng và mình muốn mình sử dụng nó để mình làm cho câu lạc bộ của mình hay gì. Là chia sẻ thật với mình là nhóm mình cũng chưa hài lòng với bài hịch. Rồi cái sợi chỉ đỏ thì lúc mà làm với nhau những cái bài tập thì mọi người lại lây quay lại với nhau, mặc dù lúc đầu vô là nói ai cũng sẽ trăn trở với cái hướng nghiệp, nhưng mà tới khi mà làm bài tập với nhau thì lây quay mỗi một người lại có một cái công việc riêng. Tại vì nhóm của mình là đặc điểm của nhóm mình là tất cả mọi người đều có cái công việc riêng, công việc chính riêng, và tham gia vô đây bởi vì nói là sẽ có một cái sự trăn trở đối với việc hướng nghiệp. Thì quay trở lại, một số anh chị thì đã làm trong lĩnh vực xây dựng thì nói ủa như vậy thì cuối cùng là mình có trăn trở, nhưng mà làm sao để nó gắn liền cái sợi chỉ đỏ của câu lạc bộ với cái công việc của mình làm. Thì nhóm bắt đầu mới đè ra, ngồi ra là phải tìm cái sợi chỉ đỏ và tìm những cái bài tập để làm sao để tìm lại cái sợi chỉ đỏ của mình. Thì tìm lại sợi chỉ đỏ thì bắt đầu bây giờ mới quay lại là thấy là cái tên của nhóm là câu lạc bộ hướng nghiệp. Thì nói là hướng nghiệp là phải định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, cho học sinh. Đó là cái nhóm mà đối tượng đầu tiên là câu lạc bộ những người anh, người chị trong đây là nói à là sẽ định hướng nghề nghiệp cho các bạn sinh viên. Mặc dù ở lứa tuổi đại học hay là lứa tuổi sinh viên thì cấp 3 thì vẫn cần có một cái nhìn đúng đắn, hiểu về mình để xong rồi có những lựa chọn nghề nghiệp phù hợp. Thì đi một vòng thật là xa, cuối cùng ra là thảo luận áp suất với nhau cỡ khoảng những cái buổi họp là có khi cỡ khoảng 3 tiếng hồ. Nhưng mà cuối cùng ra thì phát hiện ra là à, cái thực sự mà nhóm các anh chị trong nhóm ngồi lại muốn làm đó không phải là hướng nghiệp cho các bạn hay là không phải là tư vấn để cho các bạn biết là nên đi ngành A hay đi ngành B hay là chọn một cái ngành nghề gì, mà quan trọng lại là chỉ để giúp các bạn có thể định vị được cái nguồn lực của nhóm hiện tại bây giờ, chỉ có thể là giúp các bạn tổ chức một cái câu lạc bộ để mình ở đó mình tự bản thân của các thành viên có thể rèn, có thể hiểu là định vị được bản thân của mình là ở đâu có điểm mạnh, điểm yếu, cái xu hướng tính cách gì. Rồi xong sau đó mới lan tỏa những cái đó, mình làm một cái nơi rèn, rồi sau đó thu hút các bạn vô để rèn thôi. Thì khi mà bàn lại với nhau đi một vòng thật là lớn xong, cuối cùng nhóm có một ngày nhóm ngồi lại với nhau là cuối cùng mới xác định lại là à thực sự ra cái mà mình thống nhất cái nguồn lực của mình hiện tại và cái của mình thực sự đang nhắm đến chính là cái việc làm sao để định vị để rèn được mình thôi. Rồi xong cái đó mình sẽ lan tỏa. Thì để làm quay trở lại cái xong cái mình nhóm mình lại xem tiếp tục những cái bài tập là để làm sao để mình hiểu được mình, bởi vì trong trong cái phần mà mình thực tập đó, thì làm sao để mình rèn được cái tôi, mình rèn được cái tỉnh thức, mình định vị được mình. Thì nhóm hướng nghiệp bắt đầu là quay trở lại mình làm những cái bài tập, là mình thấy có những bài tập rất hay mà nhóm không có cần phải theo của cái hành trình chuyển hóa đưa. Ví dụ như có những cái bài tập rà nghiệp á, thì hoặc là những cái bài tập để nhìn nhận lại thì nhóm tự đưa ra với nhau, tự vận hành với nhau để làm, thì Diễm thấy rất là hiệu quả. Ví dụ rà nghiệp xong, mọi người bắt đầu nhìn lại thấy rất là rõ bản thân của mình như thế nào, và để mình có thể mình hiểu được đối với riêng bản thân Diễm nha. Thì khi mình làm cái bài tập rà nghiệp và mình ngồi mình định hình lại thì mình mới thấy là bản thân mình có những cái điểm mạnh này nè, điểm yếu này còn nè, rồi xong bản thân mình nó sẽ có những cái phần mà mình chưa được nè, rồi cái xu hướng tính cách của mình là gì nè, rồi thực sự cái mà mình muốn mình ấp ủ á, nó có thực sự nó là cái gì. Thì nhóm vừa cái buổi vừa rồi á, chủ nhật là ngồi với nhau rất là lâu, thì thường á hồi trước á mình cũng nói là hiểu và thương, thì hiểu và thương á thì khi mà mình nói điểm mạnh điểm yếu thì nó rất là văn á, nhưng mà nó không chạm. Nhưng mà khi làm các cái bài tập, thông qua các cái bài tập, ví dụ như bài tập rà nghiệp nè, rồi trong lúc mà đưa ra các bài tập của mình đưa ra đó, thì nhóm mới ngồi phân tích ra. Thì ví dụ như là phân tích là nghề là gì, nghiệp là gì, hoặc là ví dụ như những cái câu mà nếu mà bạn là một cái nhân vật mà bị ở trong tổ chức mà báo động đỏ thì mình sẽ làm sao. Thì khi mà có những bài tập như vậy thì nhóm bắt đầu quan sát với nhau và mình thực hành, mình hiểu và thương qua các cái bài tập đó rất là nhiều.
Thì hiện tại đó, đối với tình trạng hiện tại của nhóm đó, thì theo Diễm nghĩ là mình đang ở trong cái giai đoạn là mình đã định hình được rất là tốt cái lỗi mà nhóm mình, cái nguồn lực của mình là có được là cái gì rồi, và mình muốn làm cái gì tiếp theo. Trong nói thật là trong cái quá trình rèn của mô hình Xanh Ngọc á, đưa về thì thực sự là nhóm đang ở cái giai đoạn hiểu và thương và đang rèn chính bản thân mình thôi. Mỗi thành viên mình đang định vị lại chính mình để mình hiểu được mình. Nhưng mà được một cái là các thành viên trong nhóm hiện tại á, mình cảm giác là các cái bạn ở trong team với nhau khi mà chia sẻ đó thì chia sẻ rất là nhẹ nhàng, rất là thương yêu với nhau, và cảm thấy đối với cái câu lạc bộ khi mà mình họp với nhau á, mình sẽ không có một cái sự dè xét hay là có một cái sự đề phòng. Thì cái đó là cái mà Diễm nghĩ là cái bước đầu tiên để hình thành đi các cái, đó là cái nền thôi để mình đi các bước tiếp theo, chứ không phải là nhóm sẽ không có lao vào để làm một cái gì lớn trong cái mô hình Xanh Ngọc hết. Thì đó là một cái bước rèn luyện mà đầu tiên mà Diễm thấy nó khá là hiệu quả khi mà tạo được cái sự kết nối và tạo được cái môi trường để cho mình có thể mình cảm giác là mình sống trọn vẹn được ở đó. Thì đó đó là cái mà Diễm nhận thấy được ở trong cái quá trình mà câu lạc bộ của mình làm. Thì còn sợi chỉ đỏ thì mình cũng đã xác định được rồi, rồi cái tôi thì nhóm đang thực hành để mình rèn luyện, mình quay về bên trong thôi, rồi các bước tiếp theo đó thì chắc là nhóm cũng sẽ kiến giải coi, cũng ngồi lại sẽ kiến giải coi coi tiếp theo mình nên làm cái hoạt động gì để mình có thể mình lan tỏa thêm nữa. Nhưng mà cái của Diễm nghĩ quan trọng nhất đó là nhóm các thành viên cũng sẽ thống nhất với nhau á, thực sự là bản thân của mình, bản thân của mỗi thành viên trong nhóm cũng thống nhất với nhau là mình phải tự rèn mình trước, mình tự rèn mình trước. Bởi vì câu lạc bộ của mình là câu lạc bộ hướng nghiệp thì chủ yếu là giúp các bạn trẻ định vị, thì bản thân mỗi một cái thành viên trong tay mình sẽ rèn để mình định vị được cho mình, rồi mình sống trọn vẹn với cái nhóm của mình. Thì từ từ những cái việc mà tiếp theo, những cái việc mà để hình thành những cái tổ chức như thế nào, để phân chia công việc như thế nào, thì Diễm nghĩ nó là một cái bước tiếp theo thôi. Nhưng mà thấy cái nền của nhóm là mình là một cái thành viên trong nhóm thì mình cũng cảm thấy khá là tự tin đối với cái nhóm mình về cái sự kết nối và sự rèn luyện của nhóm. Rồi, đó là một cái chia sẻ nhỏ của nhóm. Không biết là các thành viên có thêm những cái góc nhìn hay là những cái nhìn nhận nào của nhóm không? Đó là cái cách của chị. Rồi, chị cảm ơn Minh với cảm ơn cả nhà đã lắng nghe ha. Rồi, cảm ơn chị Diễm. Thì trong tất cả các nhóm thì mình cũng có được join vào cái nhóm core team của hướng nghiệp ba góc, cho nên là cũng có quan sát cách mà mọi người làm việc. Thì chắc nhân duyên hội tụ về sau cũng có được nhiều anh chị em có cái sự đồng điệu, đầu tiên nhóm lại đông người hơn, nhưng mà về sau thì sau tầm 10 hình như 1 2 tuần gì đấy thì Dũng còn 5 người nhỉ, 5 người, và 5 người vẫn gọi là dắt tay nhau đi đến tận bây giờ. Thì cái Đúng chương trình thì cái câu lạc bộ hướng nghiệp ba góc này được hình thành sau cái dự án đại sứ lan tỏa, thì sau đó thì một số anh chị em có cái góc nhìn chung với nhau và mình đến với nhau một cách rất tự nhiên. Đấy, thì đấy chính là cái sự ra đời của hướng nghiệp ba gốc này, rồi tiếng Anh ba gốc này, hay là rèn con ba gốc thì đều sinh ra từ đại sứ đại tòa cả, về chúng ta tiếp nối. Rồi, cảm ơn chị Diễm ạ. Em mình xin phép được mời chị Hải ở bên Hikado ạ. Chào Minh và chào cả nhà. Mình là Hải và mình đến từ team Mikado. Thì trong một cái quá trình là được rèn luyện, được học tập cùng với Minh ấy, thì đã nhận được rất là nhiều kiến thức hay, và team Mikado thì đã ứng dụng được một số kiến thức vào thực tế. Đấy là thứ nhất là hàng tuần ấy, vào mỗi buổi sáng thứ hai thì chúng ta sẽ có một ở Hikado sẽ có một cái buổi làm việc trí tuệ tập thể. Mọi người, tất là tất cả các bộ phận sẽ cùng nhau là báo cáo, cùng nhau nói về cái kết quả làm việc trong một cái tuần vừa rồi là gì, và mọi người sẽ cùng thảo luận xem có thể hỗ trợ được nhau cái điều gì. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là để nâng cao cái tinh thần tự học ở Hikado, thì Hikado cũng có những chương trình tự rèn luyện để phát triển bản thân. Thì cái chương trình này bên Hikado đã triển khai được 2 tháng. Thì trong cái nội dung của chương trình rèn luyện đấy là có dậy sớm, check in bằng cái video này, sau đó là thể dục này và review tâm, và có mỗi tháng thì có một cái cuộc thi đọc sách và vẽ mind map. Đấy, thì có phần thưởng nên là các thành viên cũng khá là vui và hào hứng để khi tham gia cái
cuộc thi này. Và điều thứ ba đấy là Hikado cũng đã tổ chức được những cái buổi hiểu và thương, và có một tháng có một ngày truyền thống. Thì mình nhận thấy là khi áp dụng những cái điều này vào thực tế ấy, thì có một điều mà Hikado làm được đấy là cái tinh thần đội ngũ gắn kết hơn rất là nhiều, công việc thì thông suốt hơn và cái hiệu quả công việc nó tốt hơn. Tuy nhiên thì trong quá trình thì mình nhận thấy một số những cái vấn đề như thế này. Đầu tiên đó là mình nhận là mọi người khen nhau rất là nhiều và có thể là nó hơi thiếu đi cái tính thẳng thắn tự phê bình và phê bình nhau. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai đấy là sẽ có một số những thành viên là làm cho có, nó chưa thực sự là cái tinh thần xanh ngọc. Đấy, và cái thứ ba nữa là một cái vấn đề là trong những buổi hiểu và thương lúc đầu thì mọi người cảm thấy rất là hào hứng, nhưng mà những cái buổi về hiểu và thương về sau thì có những người cảm thấy đã hơi chán. Đấy, thì mình cũng rất mong muốn là có những cái giải pháp cho vấn đề này, ví dụ như là những cái cách thức khác nhau để tổ chức hiểu và thương được phong phú và mọi người có thể đều hào hứng để tham gia. Hay là và có một cái điều vấn đề nữa đấy là những cái buổi trí tuệ tập thể làm việc chung của bên Hikado thường nó bị quá giờ. Đấy, thì mình cũng rất mong muốn và tham khảo ý kiến của các team khác cũng như là ý kiến của mình để bên mình có, tức là Kaizen những cái hoạt động mà nó được tốt hơn. Cảm ơn Minh và cả nhà đã lắng nghe. Vâng, cảm ơn chị Hải ạ. Rồi thì mình chia sẻ một chút. Thứ nhất là cái buổi ngày hôm nay nó chính là một cái buổi mà nó rất đậm tính chất xanh ngọc. Ở một điểm như thế nào là những cái buổi như thế này này là chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm và cùng nhau đưa ra quan điểm. Và cái phần đầu tiên á, khi mà bước vào cái buổi ngày hôm nay á, ngày hôm nay mình không tiếp cận bằng một cách là đưa ra slide chia sẻ, đúng không? Thì điều đó nó rất là gọi là một cái rất là đơn thuần. Và xanh ngọc nó cần một cái sự đột phá và nó cần một cái sự lắng nghe rất nhiều trong một tổ chức. Cái sự im lặng ban đầu nó chính là cái cách mà chúng ta cứ thử quay lại cái lúc mà trong đội nhóm của mình ấy, sẽ có lúc mà hầu hết tất cả mọi người đều biết cái vấn đề đó nhưng không chịu ai lên tiếng, thì chúng ta sẽ hành xử như thế nào. Điều đó nó quan trọng vô cùng, là mọi người đều biết cái vấn đề là như vậy rồi đấy, đều biết cái việc A, việc B là đang gặp vấn đề rồi đấy, nhưng không ai lên tiếng. Hoặc là thì lúc đó chúng ta phải, thay vì việc chúng ta đợi người khác lên tiếng, thì chúng ta cần phải làm việc là quay về nhìn lại chính mình. Cái lúc đó mà chúng ta cứ ngồi nghĩ này, có ai lên tiếng đi, tại sao lại im lặng thế này, tại sao lại im lặng thế này, có ai lên tiếng đi. Nếu như tất cả chúng ta mà dồn năng lượng vào cái thế giới bên ngoài trong cái lúc im lặng đó, chúng ta sẽ cảm thấy rất bất an. Và sự im lặng đó rất đáng sợ. Sự im lặng rất đáng sợ đến mức mà mọi người đều dồn năng lượng ra để trông chờ người khác, thì đấy là sự đáng sợ nhất của sự im lặng. Nhưng nếu như trong một cái sự im lặng mà tất cả mọi người đều dồn năng lượng về chính mình, quan sát xem mình có nói điều gì hay không, mình có cần phải nói điều gì hay không. Nếu như mình không có điều gì để nói thì thôi mình đợi, không có vấn đề gì cả, không ai nói thì thôi mình cứ đợi thôi, thì mình lại rất bình an. Còn khi mà mình cứ đợi ai đó mà cứ họ lên tiếng đi, không ai lên tiếng, tại sao im lặng thế này, mình cứ trông chờ vào người khác, thì kiểu gì mình cũng xây dựng cái sự bất an trong một tổ chức. Cho nên là trong một tổ chức, sự hiểu và thương cũng y hệt như vậy cả nhà nhé. Sự hiểu và thương mà chúng ta cứ mong chờ người khác nói để chúng ta được nghe họ, để chúng ta được hiểu họ, đấy cũng là một cái sự bất an đầu tiên trong sự hiểu và thương. Sự hiểu và thương lớn nhất, thời gian đầu tiên mà sự hiểu và thương sẽ cực kỳ bền vững nếu như tất cả mọi người đều có một ý thức lắng nghe chính mình, không ai nói thì thôi không sao cả. Chúng ta buông được cái việc muốn người khác nói, chúng ta tạo ra không gian cho mọi người nói, nhưng chúng ta buông cái ý muốn mọi người nói, thì chúng ta mới thực sự tạo ra một buổi hiểu và thương ý nghĩa. Còn nếu như chúng ta tạo ra một cái không gian cho mọi người nói và chúng ta kèm thêm rất nhiều cái mong cầu rằng mọi người sẽ phải nói, thì mọi thứ nó không còn tự nhiên nữa. Cho nên là cái việc của chúng ta là cứ gieo nhân, cứ tạo ra không gian để cho mọi người được cơ hội được chia sẻ kết nối, nhưng buông cái ý muốn rằng mọi người sẽ phải nói, bởi vì sẽ có những lúc mọi người không muốn nói, sẽ có những lúc có một yếu tố nào đó mọi người chưa sẵn sàng để chia sẻ, thì thôi cứ đợi, và lúc đó mọi người lại quay trở lại với chính mình thôi. Thì cái sự lắng nghe trong một tổ chức, thực ra thì bản chất của hiểu và thương chính là sự lắng nghe thôi, nó không có điều gì phải phức tạp cả. Và trong cái sự lắng nghe, cái quan trọng nhất là lắng nghe được cả mình và cả người khác.
chứ không phải lắng nghe được người khác. Bởi vì không bao giờ quên được cái câu chuyện lắng, nếu như chúng ta tách là lắng nghe là chỉ lắng nghe người khác mà không lắng nghe mình là cũng dở ha nha. Nếu như chỉ tách là chỉ có lắng nghe người khác mà không lắng nghe mình là cũng là cái dở. Cho nên là thầy Thích Nhất Hạnh có một câu rất hay là khi mà chúng ta nói thì có hai người nghe, một là chính chúng ta và hai là người khác. Câu đấy câu rất hay là khi mình nói là mình cũng là người nghe, mình nói luôn, và khi chúng ta là người nghe thì chúng ta cũng nghe chính mình và nghe người khác. Nên là cả khi nói và khi nghe thì chúng ta cũng đều nghe chính mình và người khác, chứ không phải là có người nói thì sẽ có người nghe. Với góc nhìn của mình, nếu như bạn tự nói bạn tự nghe cũng được, mà đâu nhất thiết phải hai người. Nên là mình độc thoại nội tâm rất là nhiều đấy, đúng không ạ? Thì đấy chính là cái phần đầu tiên là bài học về sự im lặng trong một tổ chức nha. Cái sự im lặng nó cần thiết, nó là lúc mà mỗi một người sẽ tự quay về nhìn lại chính mình, thay vì việc mình cứ cố để nghe ai đó nói, cố để nghe nhau, thì không ai, khi không ai nói thì chúng ta lại quay về lại với chính mình. Thì đấy chính là cái sự tỉnh thức một cách rất tự nhiên. Nên là một cái người mà trông đợi người khác nói quá nhiều và trông đợi cái sự tiếng động quá nhiều sẽ rất bất an đấy. Thì cả nhà mình để ý là khi mà chúng ta làm việc nhóm sẽ có rất nhiều lúc mà tự nhiên mọi người im bặt thì không ai nói gì, đúng không? Sau đó mọi người bắt đầu ngơ ngác nhìn nhau, chứ không ai nói gì à? Đấy, sau đó thì chúng ta phải cố tạo ra một cái tiếng động nào đó để phá vỡ cái không gian im lặng đáng sợ đó. Thì cái điều đó nó là hệ quả của câu chuyện là chúng ta đang cố để nhìn về thế giới bên ngoài. Mà nếu như mà mỗi một người mà họ làm việc trong hồi sinh học, chúng ta đều có cái ý thức quay về lại hơi thở của mình rồi, quay về lại về chính mình rồi, thì không nhất thiết là chúng ta phải tạo ra một tiếng động nào đó đâu. Khi nào đủ nhân duyên thì nó có tiếng động thôi. Khi nào chúng ta cảm thấy thế thì thôi tôi nói thì tôi sẽ nói. Và điều đó nó đến từ sự tự nhiên chứ không phải là cố gồng lên để làm được đó. Thì mình nghĩ là cái câu chuyện hiểu bảo thương là câu chuyện như vậy. Nó phải diễn ra một cách tự nhiên. Hiểu bảo thương là một điều tự nhiên, nó không phải là cố hiểu bảo thương, là một cái sai lầm. Cố ngủ cũng là một cái sai lầm, có ai cố mà ngủ được không? Đố anh chị em mà cố ngủ là ngủ, không thể nào cố ngủ đâu, ngủ là một thứ tự nhiên, không thể cố ngủ được. Kể cả là chúng ta có nằm xuống mà chúng ta nhắm mắt vào xong là nhắm thật chặt, không thể ngủ được. Ngủ này, thiền này, tập trung này, hay là ngay cả hiểu bảo thương này, là những thứ mà đều là sự tự nhiên, nó diễn ra một cách tự nhiên của nó, chứ chúng ta không thể cố được. Nên là nhiều người thực sự trong cuộc sống nhiều khi chúng ta phải cố gắng, nhưng nhiều lúc chúng ta phải buông xả. Có những thứ cố gắng sẽ thành, nhưng cũng có những thứ buông xả sẽ thành. Nên là nhiều người mà chúng ta cứ động viên nhau là cố gắng lên con thì nó cũng đúng, nhưng nhiều lúc phải động viên bạn là buông xả đi con. Để chúng ta chỉ trước giờ là chúng ta chỉ có khuyên người khác cố gắng thôi, chứ chúng ta có khuyên người khác buông xả đâu. Nhưng thực tế cuộc sống của mình nó cần có tiến và phải có lui, đúng không ạ? Cứ tiến mãi là kiểu gì cũng thăng thiên. Cuộc sống mình đâu phải là tiến đâu. Bác Hồ có một câu rất hay cả nhà nhé. Khi mà bác Hồ có rất nhiều lần mà trong cái cuộc đánh kháng chiến lại là bác nhân nhượng, và nhiều chiến sĩ cách mạng của bác thì không có đồng ý với cái phương án đó của bác, tức là trong bất đồng nội bộ nha, cả nhà mình tìm hiểu kỹ này. Thì cái hôm đó trong cái buổi họp thì bà có một cái bục rất là cao như vậy, thì bác nói rằng là làm thế nào để nhảy qua cái bục này. Bác hỏi chú Văn, tức là bác Văn Võ Nguyên Giáp ạ. Thì bác Võ Nguyên Giáp nói rằng là phải lùi lại lấy đà bác ạ. Thì bác Hồ nói đúng rồi, phải lùi lại lấy đà, tức là gì, mình muốn tiến thì mình phải lùi. Cái lúc mà mình bắn cung, cả nhà bắn cung, có ai mà bắn cung thì động tác đầu tiên của bắn cung là gì ạ? Là kéo cái cung đi về để lấy đà. Và cuộc sống của mình thì lúc nào mình cũng phải tiến, lúc nào phải tấn công người khác, lúc nào phải tấn công, lúc nào phải đi lên. Thì rõ ràng là điều đó nó sẽ tạo ra một cái sự áp lực cho một tổ chức, đúng không? Nó tạo ra một sự áp lực rất lớn. Và cái sự nói chuyện như này nó là đang tiến đấy, là tại sao không có ai nói cái gì nhỉ? Không, đội nhóm mình đang cần khoảng lặng để mọi người bắt đầu trở lại với chính mình, mọi người tự hỏi lại chính mình, mọi người cần phải có một thời gian dành cho chính mình. Thì đấy là khoảng thời gian lùi, thì lùi rồi sẽ tiến đấy. Nhà mình thấy không ạ? Khoảng lặng tầm 5 phút, sau đó thì thầy Trung phát biểu, chị Hải phát biểu, đúng không ạ, chị Diễm phát biểu, chị Phượng phát biểu, rất nhiều anh chị em mình phát biểu thôi, một cách tự nhiên.
Và khi mà mình cảm thấy cái khoảng lùi đó chưa đủ thì tiếp tục lùi tiếp, không vấn đề gì cả. Còn nếu như mà cảm thấy hôm nay chỉ có lùi thôi cũng được, không vấn đề đâu. Hôm nay kể cả là cả buổi chúng ta ngồi im lặng với nhau, đó vẫn là thời gian quý giá, không vấn đề gì cả. Nhưng khổ nỗi là trong thời gian đó chúng ta lại cứ hướng ngoại đi tìm kiếm một cái sự ồn ào nào đó, thì rõ ràng cái hiểu và thương nó sẽ thiếu sự chất lượng đi. Nên là mình nghĩ là trong cuộc sống cái sự hiểu và thương nó cần phải có một khoảng lùi, nó cần phải có một cái sự nó cần phải có một cái sự tự nhiên. Nếu như mà trong buổi ngày hôm nay thì ngay cả việc kết nối nha, kết nối trong đội nhóm ấy, là khi mà chúng ta kết nối trong đội nhóm cũng như vậy, là chúng ta phải cố tạo ra sự tương tác với đội ngũ thì đó đều cũng được. Nhưng đôi khi thôi kệ cho bọn nó im lặng một thời gian, sau đó mình chỉnh sau. Bây giờ động vào luôn theo khi vấn đề nó chưa đủ nhân duyên để nói. Đôi khi phải vấn đề nó quá lên một tí thì mình nói nó mới phù hợp. Còn vấn đề nó hơi chớm chớm mình nói mọi người không nhận thức được đâu. Cho nên là Đức Phật dạy về bốn loại người, về mức độ chuyển hóa của bốn loại người rất hay nhé. Bài học này mình thấy cực kỳ thấm, là có những người khi nghe người khác thân hoại mạng chung, tức là khi nghe người khác chết ấy, thì họ mới buông bỏ. Có những người là người trực tiếp nhìn thấy người khác chết là họ sẽ buông bỏ. Có những người thân trong gia đình của mình chết thì họ mới buông bỏ. Và có những người đến khi bản thân họ sắp chết họ mới buông bỏ. Có bốn cấp độ đó. Thì chúng ta cũng như vậy, có những người mà có những vấn đề mà chúng ta chỉ nghe thấy vấn đề đó thôi chúng ta sẽ thay đổi. Có những lúc chúng ta phải trực tiếp nhìn thấy vấn đề đó chúng ta mới thay đổi. Có những lúc trực tiếp anh chị em mình trong đội nhóm gặp vấn đề chúng ta mới thay đổi. Và có những lúc chính chúng ta gặp vấn đề đó chúng ta mới thay đổi. Đúng không ạ? Thì đây chính là cái chuẩn bị trước câu hỏi nội dung trong buổi hiểu và thương có cần thiết không? Mình nghĩ là có nhưng mà không nên bám chấp vào nó. Vẫn nên chuẩn bị chứ, đúng không? Cuộc sống vẫn cần nên chuẩn bị nhưng mà không nên bám chấp vào nó thôi. Chứ không nói rằng là hiểu và thương là buông thả, vẫn phải chuẩn bị. Nhưng nếu như cảm thấy trong buổi ngày hôm nay những thứ mình chuẩn bị nó không có đủ nhân duyên để đưa ra, hoặc là nó cũng không cần thiết lắm, thì thôi chúng ta lại để nó qua một bên. Thì cái đấy thì tùy vào cái bối cảnh. Ví dụ hôm nay chúng ta hiểu và thương bạn A đi. Bạn A, mục đích chính là bạn A, nhưng bạn B đang đau quá. Ví dụ như là bạn B bị một cái tai nạn bất ngờ, đau quá. Tai nạn bất ngờ đây không phải là tai nạn giao thông cái gì nhá, mà tai nạn trong tâm ấy. Một cái khổ trong tâm bạn ấy lớn quá, mà bạn B kia, đấy là mục đích chính của mình là bạn B. Nhưng bạn A hôm nay tự nhiên một cái tai nạn bất ngờ trong tâm lớn quá, mà bạn ấy cứ khóc thút thít, thì có lẽ chúng ta phải chuyển sang bạn B chứ, đúng không? À bạn A chứ. Sao cứ ngồi cố để đoạt bạn B được? Mặc dù nội dung chuẩn bị cho bạn B là hết rồi, lên chuẩn form chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi, mà có lẽ chúng ta phải chữa cái nỗi đau khác trước. Thì đấy là sự tự nhiên của hiểu và thương là như vậy, và vẫn phải chuẩn bị, nhưng tùy theo nhân duyên mà hành xử cho nó đúng mực. Thì đấy là trí tuệ. Còn mình là người rất lý trí là gì? Hôm nay là dành cho bạn B nhá. Đấy, còn bạn A thì thôi cứ nằm yên đấy đi, đau thì nằm yên đấy. Thì cũng được, thì tùy mỗi một lựa chọn đều cho mình bài học, thì tùy nhà mình lựa chọn nào có đúng hết ấy, đều cho mình bài học hết. Nhưng tất nhiên lựa chọn A thì kết quả A, lựa chọn B kết quả B, chứ không có chuyện là lựa chọn A được muốn kết quả B được. Đó, mình thì thường là rất là tham, là mình muốn lựa chọn một thứ nhưng mà muốn đạt kết quả nhiều thứ thì nó cũng khó. Rồi ha. Thì đấy, cho nên là tại sao khoảng mình rất muốn là có đào tạo, chứ nó chỉ đơn giản là như vậy thôi cả nhà, là đâu phải đào tạo bố lớn gì đâu. Đấy, lấy luôn cái tình hết thực tế ngay đầu giờ minh họa cho những điều mình làm, thì đấy đơn giản là đào tạo như vậy. Với góc nhìn của mình là đào tạo là cái điều gì đấy mọi người phải thấy, mà không phải thấy bằng mắt, mà thấy bằng cảm nhận chân thân tâm của mình, thấy bằng nhiều thứ chứ không phải thấy bằng mắt hay thấy bằng lý luận logic. Nếu như mà chúng ta đào tạo và chúng ta cho người khác thấy ở mặt lý luận logic thôi thì chưa đủ, phải thấy cho họ thấy ở cả trong tâm của họ nữa. Đấy, thì có rõ ràng là 5 phút ban đầu mọi người sẽ, mình tin rằng nhiều anh chị em sẽ có nhiều cái tư duy như vậy, đúng không? Tại sao không ai nói? Tại sao không mọi người nói gì đi? Tại sao 5 phút lại im lặng lâu thế? Kiểu như vậy. Tại sao nó lại im lặng lâu thế này, có ai nói gì đi? Kiểu như vậy.
thì trong con người tâm của mình có rất nhiều vấn đề như vậy. Nên là sẽ có những lúc chúng ta sẽ để vấn đề nó xảy ra và để mọi người thực chứng vấn đề đó. Nên tất nhiên trong cái khoảng chúng ta có thể chấp nhận được. Ví dụ như là đội nhóm của mình hơi tản mát một tí thì thôi cứ để cho nó tản mát một lúc đi. Mọi người thực chứng được cái việc hậu quả của nó chớm chớm rồi thì mình mới lúc đấy mình nói nó mới phù hợp. Bởi vì lúc đầu á, mọi người chưa phải trả giá thì bài học đấy nó chưa có sâu sắc. Nên là góc nhìn của mình mà bài học nào mà nó giá của nó ít quá thì bài học đấy chưa hẳn sâu sắc. Nó sẽ cực kỳ sâu sắc khi họ đã có cái lượng đủ trước đây rồi, họ đến cái bài học của mình nó rất là đúng lúc thì nó mới sâu sắc thôi. Còn nếu như họ chưa trả giá gì trong quá khứ mà đến bây giờ mình chỉ cần một câu nói để chuyển hóa họ, nó thật là không bao giờ. Nên là nhiều người đọc kinh Phật xong thấy ủa, Đức Phật giỏi thế, chỉ cần một câu thôi khiến người khác thay đổi. Bởi vì Đức Phật nhìn được cả một cái nhân duyên của chúng sinh, là bây giờ cái nỗi đau nào của họ là nỗi đau lớn nhất, và Đức Phật nói đúng cái nỗi đau đó, là đó là cái thời điểm đủ nhân duyên, giống như kiểu giọt nước tràn đi cả nhà. Là Đức Phật nhìn thấy toàn bộ tất cả cái gì đấy đang sắp tràn, Đức Phật nói đúng cái điều đấy nó tràn luôn, là người ta đắc đạo. Còn chúng ta là gì, chúng ta toàn nói cái chỗ mà nó chưa có đúng thời điểm, cho nên là họ không thể ngộ được đâu. Họ chỉ ngộ trên bề mặt câu chữ thôi, bởi vì chúng ta không đủ cái trí tuệ được như Đức Phật để nhìn thấy toàn bộ lược nghiệp của mọi người, để biết được điểm này là điểm đúng, điểm này điểm chạm này nó đúng điểm đó. Cho nên tại sao mà nhiều người nói rằng là tao dạy mày mà như nước đổ đầu vịt. Bởi vì sao? Bởi vì đó chưa phải là nỗi đau quá lớn của họ nên họ chưa thay đổi. Nên là có những người mà nói những vấn đề đó trăm công nghìn việc họ không thay đổi được, đấy là cái nghiệp sâu dày của họ, mình không thể thay đổi được ngày 1, ngày 2. Có những người tại sao vẫn đi muộn mặc dù những thứ khác họ làm rất tốt, bởi vì cái đấy đó là nghiệp sâu dày của họ, chưa thể được ngày 1, ngày 2 thay đổi được. Có những người làm việc rất lơ đễnh, hay quên, hay thiếu, hay sót. Rồi có những người làm việc không có cẩn thận, hay có những người cẩn thận quá, kỹ quá, thì đấy là cái nghiệp sâu dày của họ. Trừ khi nào cái đó phải trả giá bằng bài học và bằng thất bại, bằng những cái nỗi đau đủ lớn thì đôi khi họ mới thay đổi. Còn nếu không thì thôi, cứ để nhân duyên đấy nó vận hành thôi. Thì sống trong mùi xanh ngọc là mình phải cảm nhận được cái nhân duyên là đủ thì chúng ta kết thành, cái nhân duyên là chưa đủ thì chúng ta buông xả. Làm việc trong mùi xanh ngọc là cả cố gắng và cả buông xả đi song song. Còn làm việc theo mô hình doanh nghiệp bình thường là lúc nào phải cố gắng lên, tiến lên. Tức là lúc nào tiến không có lùi cả. Thì mô hình xanh ngọc nó cho người ta một cái sự cân bằng nhiều hơn, là bạn có thể tiến và bạn cũng có thể lùi. Bạn cũng có thể nắm và bạn cũng có thể buông. Nó không bị chấp vào một hình thái nào cả. Đó. Bạn cũng có thể là số 1, nhưng bạn cũng có thể là số 2 và bạn cũng có thể là số 0. Chứ không có tuân vinh số 1. Là mô hình khác cũng là phải số 1 hàng đầu. Có những người mà mình sẽ dí cho bạn phải trở thành số 1. Nhưng cũng có những người bạn mình phải dí cho bạn, mày chỉ là con số 0 thôi. Thì nó phụ thuộc vào tùy từng người, mình sẽ có cách để điều chỉnh riêng, tổ chức riêng. Có những tổ chức giai đoạn này chúng ta phải vươn lên trở thành hàng đầu. Có những tổ chức thời giai đoạn này chúng ta chẳng phải là ai cả, cũng sống an nhiên. Thì nó tùy thuộc vào cái năng lượng, là mình quay lại xem bây giờ hiện tại tổ chức của chúng ta đang như thế nào. Chúng ta lắng nghe toàn bộ tiếng nói của đội ngũ của mình, xem họ đang muốn cái gì và chúng ta cùng hưởng ứng cái điều đó. Đúng rồi, làm việc trong mô hình cộng đồng nó không liên quan đến lương thưởng thì nó dễ hơn. Mình đồng ý là nó dễ hơn nhiều. Nên là làm mô hình cộng đồng mà còn không làm được mô hình xanh ngọc thì nói thật là rất phí. Đúng không ạ? Làm mô hình có lợi nhuận, có liên quan đến tài chính nhiều, như ở đây có Hikado này, có TCT này. Đúng không ạ? Có ở đây thì có cả một số khối trường công nữa, khối trường công và trường học nữa thì nó sẽ khó hơn. Còn anh chị em mà đang làm mô hình cộng đồng như là bên hướng nghiệp rồi các câu lạc bộ rèn luyện thì nó dễ hơn nhiều, làm mô hình xanh dễ hơn nhiều. Thì thôi, chúng ta phải dễ thì nó lại có cái bài học và cái khó khăn của dễ. Dễ nó cũng có nhiều cái trở ngại, và dễ là cái bài học của mình nó không có thấm lắm, nó không có được đau. Còn khi mà mình làm doanh nghiệp, nó nhiều bài học nó khiến mình đau, mình thấm hơn nhiều. Bởi vì mình cũng từng trải qua cái mô hình xanh ngọc theo mô hình có lợi nhuận và có tài chính vận hành, có lương thưởng rất rõ ràng hàng tháng, nên nó ghè vào đầu mình đau, và mình có bài học nó thấm lắm. Đấy. Thì mỗi một cái nó có cái dễ và có cái hay riêng, và nó có cái bài học riêng của nó, nên là không sợ đi đâu mà thiệt cả. Thì đây nha, mình đọc cho cả nhà mình nghe một bài rất hay nha, một bài rất hay. Hôm nay mình không có nói kiến thức mới đâu, hôm nay mình chỉ đọc cho nhà mình hai bài thôi nha. Đầu tiên là bài đừng cố hiểu và thương này, trong cả gia đình của mình cũng như vậy nha. Đừng cố hiểu và thương. Bởi vì khi cố hiểu và thương, tức là chúng ta có hiểu và thương không? Đồng ý là vẫn có nha. Nhưng đừng cố.
Bởi vì khi cố hiểu và thương thì nó không có thực. Tức là mình cố tạo ra mối quan hệ cho tốt thì cái đó nó không có thực. Cái cách tốt nhất mà Đức Phật dạy đó là mỗi người tự soi sáng lại mình, tự rõ biết chính mình. Hỏi làm sao huynh đệ hiểu nhau, thấy niềm vui nỗi khổ của nhau, có sự truyền thông tốt với nhau để trong trái tim mỗi thành viên có một sự tình yêu thương thực sự. Vấn đề không phải chỉ đúng sai, thương ghét, mà có sự giao thoa, cảm thông, thương yêu. Con xin cảm ơn sư ông. Đáp, đừng cố hiểu và thương, bởi vì khi cố hiểu và thương thì nó không có thực. Tức là mình cố tạo ra mối quan hệ thì nó, cái đó không có thực. Cách tốt nhất mà Đức Phật dạy là mỗi người tự soi sáng chính mình. Chỉ khi nào một người tự biết chính mình, biết cảm thông với chính mình, biết mình đúng sai như thế nào, thì khi đó mới hiểu thương cho người khác. Còn nếu mình cứ cố hiểu và thương người khác, mà khi trong đó bản thân mình mà mình không có hiểu và thương chính mình, thì đó là một sự kết hợp, một sự mối quan hệ gượng gạo. Có một câu chuyện thế này, có hai cha con nhà nọ đang biểu diễn một gánh xiếc. Hai người đang biểu diễn thăng bằng trên một sợi dây, thì lúc đó Đức Phật đi qua. Đầu tiên ngài hỏi người cha, ông làm thế nào ông biểu diễn cho con, ông biểu diễn với con ông cho tốt. Thì người cha đáp, con để ý đến thăng bằng của con. Đức Phật hỏi người con, thì người con đáp, con chỉ biết giữ thăng bằng cho chính mình thôi. Thì lúc đó Đức Phật khen người con, nói như vậy là đúng. Bởi vì thực ra trong khi biểu diễn, chỉ cần mình có thăng bằng hay không thôi, chứ đừng có quan tâm đến người khác. Nếu quan tâm đến người khác là lúc đó mình đang quên mất phải thăng bằng cho chính mình rồi. Mọi chuyện khác cũng như vậy. Trên máy bay, người ta nói rằng là khi để mặt nạ dưỡng khí, phải để cho mình trước rồi mới giúp cho trẻ em và những người khác. Còn nếu như mình lo cho người khác mà quên đi mặt nạ của chính mình thì mình bị ngộp trước. Thành ra cái nguyên lý tốt nhất để mỗi người trở về soi sáng lại chính mình, điều chỉnh hành vi nhận thức của chính mình một cách tốt đẹp thì tự nhiên mọi thứ sẽ hài hòa. Nguyên lý sống chung này tất nhiên phải có lục hòa tứ nhất pháp nha. Ở đây anh chị em mình đều biết về lục hòa tứ nhất pháp rồi đúng không ạ? Đức Phật cũng có nói, tuy nhiên lục hòa tứ nhất pháp là để khi ứng với bên ngoài, ứng với người chung quanh mình thôi. Còn cái chính vẫn là soi sáng chính mình. Tức là phải có cả hai cả nhà nhé. Cái lục hòa và tứ nhất pháp là cái để tương ứng với thế giới bên ngoài, tương ứng với đội nhóm. Nhưng chúng ta không quên một cái phần rất là quan trọng là vun bồi cái thế giới nội tâm bên trong mình. Khi mà soi sáng rõ biết mình thì chỉ cần mỗi một người thấy ra được cái xấu, cái đẹp, những cái che lấp, trói buộc để loại đi những cái sai xấu của mình thì mỗi người đều tốt hết. Và không cần phải cố hiểu và thương gì cả thì nó cũng cứ tốt. Chứ làm sao mình hiểu và người khác được, khó mà hiểu được người khác lắm. Cố hiểu người khác thì lý trí nó sẽ mệt thôi. Đây này, cho nên mình đừng bị, còn bây giờ này mình cố hiểu và thương một người mà người đó không chịu hiểu và thương người đó mà còn gây khó khăn thì lúc đó mình cũng mệt. Mối quan hệ tốt đẹp khi mình hiểu và thương thì mình có tạo mối quan hệ tốt đẹp, nhưng khi mình tự soi sáng lại chính mình để điều chỉnh lại cho mình đúng tốt thì lúc đó một sự tương giao tốt đẹp chứ không phải cố tạo ra một mối quan hệ tốt đẹp. Đây nha, mình sẽ gửi cái này vào trong nhóm Zalo để nhà mình có thể đọc lại nha. Đừng cố hiểu và thương. Bài này là phải ngẫm nghĩ nhiều, nhưng mình cũng đính chính để cho nhà mình không bị hiểu lầm. Là khi mà người ta, khi mà ở đây thầy nói về câu chuyện là soi sáng lại chính mình ạ, thì ở đây chúng ta phải thấy được bài toán hai chiều là soi sáng chính mình rồi, nhưng chúng ta đã có một cái năng lực soi sáng chính mình chưa? Chưa. Cho nên là chúng ta phải có một cái sự hài hòa trong cái bài giảng của thầy để không bị gọi là bị chấp quá vào bài của thầy nha. Là khi chúng ta vẫn có năng lực quay lại chính mình, nhưng chúng ta vẫn cần một cái sự lắng nghe tới người khác, vẫn cần phải quan tâm người khác, vẫn cần phải hỏi han, vẫn cần phải giúp đỡ và phải tương giao. Chứ nói như vậy thì tự nhiên đến không gian buổi học hôm nay mình câm không nói gì cả, tuyệt đối không nói gì cả, để lắng nghe hoàn toàn chính mình. Như thế thì sống trong đời sống, nếu như vậy thì chỉ phù hợp với đi tu trong rừng. À thì phù hợp, rất phù hợp. Đấy, trong đấy chỉ có hổ với là voi thôi, thì nó không hiểu tiếng người nên chúng ta không có nói gì cả. Nhưng khi chúng ta vẫn là anh em bạn bè với nhau, vẫn phải đồng nghiệp với nhau và vẫn phải nói, thì cái việc đó phải xảy ra đồng thời, là vẫn phải lắng nghe chính mình nhưng vẫn phải tương tác và nói chuyện với anh em để hiểu cái tâm tư của anh em. Và chúng ta không có một cái năng lực để không gọi là ở đây trong thần thông gọi là tha tâm thông, tức là gì, là có khả năng đọc được tâm người khác. Đấy, một số người mà luyện thiền định là họ khả năng đọc được tâm người khác.
thì chúng ta không có năng lực đó, thì chúng ta phải hỏi, chứ không ta không có im lặng mà biết, đúng không? Thì chúng ta cũng phải 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 hài hòa để không bị chấp nha. Sợ rằng khi mà đọc pháp của thầy xong là bởi vì thầy có khả năng đó nhưng mình thì chưa, mình phải có cái phương pháp nó phù hợp với chính mình. Thì đấy chính là cái phần hiểu và thương nha. Thì mình thấy là cái phần hiểu và thương trong đội ngũ nó rất là quan trọng. Nhìn thì nó đơn giản nhưng nó không hề đơn giản tí nào nha. Rồi, ở đây nói rằng là ý kiến là giảm năng suất doanh thu của doanh nghiệp. Thì cái phần giảm năng suất và doanh thu á, thì doanh nghiệp đó phải có một cái triết lý rất vững chắc về câu chuyện là cái hình mẫu thành công của doanh nghiệp của tôi là gì? Hình mẫu doanh nghiệp của tôi là chỉ tiêu doanh thu hay là một đời sống hạnh phúc của một tổ chức? Và đời sống hạnh phúc của một tổ chức thì được đo bằng các chỉ số nào? Được quy ra được bằng các tiêu chí nào? Doanh nghiệp đó mà lờ mờ câu chuyện đó thì rõ ràng mọi thứ nó sẽ có vấn đề. Ví dụ như là họ quy định rằng là cái đời sống hạnh phúc của một doanh nghiệp của tôi bằng đo bằng các chỉ số như sau. Một là về mặt thu nhập, đúng không? Tiêu chí thứ hai là về mặt liên quan tới đời sống tinh thần của tổ chức. Ba là tiêu chí liên quan đến phát triển bản thân của anh em. Và doanh nghiệp tôi được đo bằng ba chỉ số đó. Và cứ hàng tháng họ đo thôi. Và trong giai đoạn A, giai đoạn B, giai đoạn C này, ví dụ giai đoạn A thì chúng tôi ưu tiên cho tiêu chí A. Giai đoạn B chúng tôi ưu tiên cho tiêu chí B. Có những giai đoạn chúng tôi tập trung cho lợi nhuận để làm thế nào đó là có một cái nguồn vốn để tạo ra bước nhảy vọt. Có những giai đoạn chúng tôi sẽ gọi là không ưu tiên cho lợi nhuận mà ưu tiên cho trưởng giai đoạn phát triển tinh thần cho anh em. Có giai đoạn chúng tôi phải đào tạo đội ngũ. Thì tùy vào từng giai đoạn mỗi doanh nghiệp họ sẽ đặt một cái gọi là một cái chỉ số trọng tâm cho doanh nghiệp đó. Cho nên là có những giai đoạn mà mình chấp nhận cái câu chuyện anh em sẽ làm việc ít đi, đào tạo nhiều lên và doanh thu nó giảm. Nhưng có những giai đoạn nó sẽ lại tăng. Đó, nó sẽ lại tăng. Thì nó tùy vào cái chiến lược đi của tổ chức đó. Cho nên là có những cái lúc nó giảm là điều tốt, cũng có những lúc nó giảm là điều xấu. Thì cái đấy thì tùy vào doanh nghiệp. Cái lúc mà rõ ràng thị trường nó đang lên và đáng nhẽ giai đoạn này, ví dụ đi mùa đào tạo, các doanh nghiệp về đào tạo thì thường là các mùa liên quan đến nhập học và ra Tết là hai cái mùa vàng của đào tạo chẳng hạn. Đặc biệt là nếu như đối tượng đào tạo của mình là đối tượng học sinh thì thường là mấy giai đoạn nhập học, đúng không ạ, vào mùa Tết là thường là sẽ có lượng doanh thu cao hơn chẳng hạn. Thì nếu như mà nó lại giảm thì rõ ràng là tổ chức mình đang gặp vấn đề. Còn nếu như mà các mùa bình thường nó giảm và anh em dành cho đào tạo đội ngũ thì đấy là một cái gọi là giảm một cách bình thường, không có gì cả. Thì cái này thì câu hỏi này thì nó đang mang tính chất chương cụ thể thì cần phải có một cái gì ạ? Đấy thì đây nha. Chúng ta review lại những cái phần ở đây này. À, câu đề bài số 5 đúng không ạ? Công ty bạn bị thay đổi triết lý nên một số bộ phận làm giảm sút hiệu quả kinh doanh. Thì rõ ràng là gì ạ? Chúng ta phải xem, đầu tiên chúng ta phải đặt cho nó một bối cảnh. Cái mong muốn của mình khi mình đưa ra các bài tập như này là giúp chúng ta tưởng tượng và thiết kế cho nó một cái bối cảnh cụ thể. Còn chúng ta cứ trả lời theo kiểu là rất là lý thuyết chung chung thì nó không có giải quyết được. Ví dụ là chúng ta phải đi từ bài toán tổng thể trước khi sẽ trả lời một vấn đề. Ví dụ như nhiều người hỏi mình là: Minh ơi, con gà quá trước hay quả trứng quá trước? Mình sẽ trả lời là trong nhà mình thì mẹ mình mua gà về xong gà nó đẻ trứng. Nhiều người rất thích lý luận nhưng mình thì thường cho nó một bối cảnh để trả lời. Thì thứ nhất là nó có tính bối cảnh thì ai cũng hiểu. Đấy, con gà quá trước hay quả trứng quá trước? Thì mình trả lời là trong nhà hiện tại, trong bối cảnh nhà mình nha, là mẹ mình mua một đàn gà về, sau đó nó trưởng thành, nó lớn, sau đó nó đẻ trứng. Đúng thật là nhà mình đang nuôi gà mà. Mẹ mình đang nuôi 7.000 con. Tại vì họ hỏi mình nhưng họ không có hỏi trong một bối cảnh cụ thể. Thì mình phải đưa cho một bối cảnh cụ thể. Còn nếu không mình trả lời kiểu lý thuyết rất là sung sung ấy, thì nó sẽ không, bài toán không đi đến đâu cả. Thì nó đi vào lý luận. Mà khi đã đi vào lý luận thì không có một cái kết quả đúng nhất mà chỉ đi vào cãi nhau thôi. Còn nếu lý luận đó cũng tốt ở mặt giúp cho mọi người có cái sự phản biện nhau, có cái phát triển cái tư duy logic. Nhưng nếu như để chúng ta trả lời một cái câu hỏi cuối cùng thì phải cho nó một bối cảnh cụ thể. Rồi bây giờ nhiều người nói rằng là cái câu nói của Bill Gates là cuộc sống vốn không công bằng và quan trọng bạn phải thích nghi với nó. Mình mà không có bối cảnh cụ thể là mình bắt đầu đi vào cãi nhau đến một quyết với xong. Thì nếu như chúng ta đặt mục tiêu cho cái câu hỏi đó để chúng ta gia tăng được cái tinh thần phản biện và gia tăng được cái sự lý luận thì được. Nhưng nếu như để chúng ta trả lời một cái câu hỏi cuối cùng thì phải cho nó một bối cảnh cụ thể. Thì cái câu này cũng như vậy. Đề bài thứ 5 là công ty bạn vì thay đổi triết lý làm việc hạnh phúc thì chúng ta phải xem ok. Công ty này, bối cảnh của nó là gì? Chúng ta thiết kế ra một bối cảnh cụ thể. Hoặc chúng ta nhìn từ chính doanh nghiệp của mình đi. Chúng ta cho cái câu hỏi này vào trong chính doanh nghiệp của tôi.
thì nó sẽ hay hơn là việc là trả lời một cách rất lý thuyết, thì nó sẽ không có mang tính chất quá nhiều. Thì cái phần trả lời theo kiểu là tư duy logic và tư duy lý thuyết thì nó chỉ hữu ích trong thời gian ban đầu thôi. Còn sau này mà đi vào cái phần mà để chúng ta giải quyết bài toán thực tế thì phải cho nó một bối cảnh cụ thể. Ví dụ như là công ty, hiện tại công ty của mình thì đầu tiên bước 1 để giải quyết bài toán số 5 là phải xác định lại được tiêu chí, cái mục tiêu của tổ chức đó đang theo đuổi trong giai đoạn này là gì. Điều này mà không xác định được là cãi nhau đến một quyết mới xong. Đầu tiên trước khi mà giải quyết vấn đề là mình hay thường gom mọi người về một mục tiêu. Ok, tất cả chúng ta đang ngồi ở đây vì mục tiêu gì, vì lý do gì, trong giai đoạn này của anh em trong tổ chức của chúng ta cái gì là cái ưu tiên. Chúng ta trả lời được câu hỏi đó thì chúng ta mới trả lời được bài toán tiếp theo. Còn bài toán đó còn mù mờ, còn chưa rõ ràng và chưa nhất quán thì không bao giờ dẫn được đến bài toán sau nó được giải quyết. Khi đội nhóm đang gặp vấn đề, lập tức người leader phải nhìn về găm về mục tiêu, ghim về mục tiêu của tổ chức, ghim về cái tiêu chí hiện tại chúng ta đang follow là gì. Đấy. Còn nếu không là chúng ta bị phóng tâm, bị tham rất là nhiều và bị chi phối. Ví dụ như trong giai đoạn này anh em trí tuệ Việt Nam, nhiều người nói mình tại sao làm trí tuệ Việt Nam bạn mà tại sao vẫn chưa có nhiều dự án thiện nguyện, hay là dự án trong giai đoạn này không giống như đợt trước là nhiều dự án thiện nguyện để kêu gọi mọi người thế này thế kia, hay là mở rộng mô hình này thế kia. Thì đưa bài toán đó cho anh em xong, anh em bắt đầu đúng là tại sao mình lại quên mất cái này nhỉ, thế thì lại hỏng rồi. Mình phải tính trước là rõ ràng là câu chuyện đó mình đã nghĩ đến, nhưng giai đoạn này của chúng ta không chưa ưu tiên cho việc đó, mà giai đoạn đó chúng ta để cho giai đoạn sau, thì các chỉ tiêu đó chúng ta để cho giai đoạn sau. Đấy, thì chúng ta phải biết được rằng trong giai đoạn này tôi ưu tiên cái gì rất quan trọng. Nếu như không biết rõ mình đang ưu tiên cái gì thì cái gì chúng ta cũng đâm vào, cái gì chúng ta cũng làm thì nó rất là mệt, vừa muốn đào tạo đội ngũ mà vừa muốn tăng trưởng doanh thu. Đấy, theo kiểu như vậy đấy. Thì nó rất là khó. Nguồn lực của doanh nghiệp mình chưa thể nào mà đạt được cái như vậy. Để các doanh nghiệp lớn, những cái bộ óc gọi là quản trị tài ba họ còn đang đau đầu, nói chi đến câu chuyện là chúng ta là những cái người mà gọi là tay ngang sang, đúng không ạ? Một số anh chị em là từ giáo viên sang để làm quản trị, một số chị em gọi là làm từ các công việc làm nghề sang làm quản trị, mà mình cũng không được đào tạo trường lớp bài bản rồi học được những cái từ những bộ óc quản trị lớn cho hàng đầu trên thế giới. Thì làm sao mà mình có được cái điều đó, trừ khi là chúng ta là người rất xuất chúng. Còn chúng ta chấp nhận chúng ta là cái người hiện tại có cái nhân duyên của mình như này thì chúng ta phải có một cái sự điều chỉnh nó phù hợp. Thì phải có sự lựa chọn thôi. Với ví dụ như là với anh em trong trí tuệ Việt Nam, mình chỉ có một số cái ưu tiên thôi, chứ còn không có cái gì nó cũng tốt, cái gì nó cũng mạnh, thì rõ ràng nó khó. Ví dụ như là để mà làm việc được chẳng hạn, trong một cái tổ chức chẳng hạn, thì thường là mình sẽ có một cái mũi khoan, một vài mũi khoan nhọn thôi. Ví dụ như xây dựng sự gắn kết và thúc đẩy cái tinh thần làm việc và có một chí hướng chung cho tổ chức, và cái đó mình làm tốt thì mình cứ dí mạnh trong mọi giai đoạn. Còn các giai đoạn khác nó biểu hiện trong các giai đoạn khác. Ví dụ như giai đoạn này nó sẽ tăng trưởng về mặt nhân sự, giai đoạn này nó tăng trưởng về mặt chỉ số liên quan tới doanh thu, giai đoạn này nó tăng trưởng về mặt sản phẩm hay gì đó, thì cái đấy thì nó tùy. Như một số cái gọi là mình ghim liên tục thì mình chỉ có một số cái căn bản như vậy thôi. Thì cái câu đề bài số 5 là như vậy nha. Phải cho nó một bối cảnh và xác định rõ tổ chức của mình trong giai đoạn này đang ưu tiên cái gì, thì chúng ta không bị tham. Nhìn sang đội nhóm khác, chúng ta không bị giật mình rằng đội nhóm khác đang làm việc A và B, đội nhóm mình thì chưa có. Chúng ta không bị giật mình như vậy đâu. Chúng ta biết rõ chúng ta đang làm cái gì. Đấy, chúng ta không có bị hoang mang. Chúng ta leo Fansipan thì chúng ta đỉnh của chúng ta là Fansipan. Còn người khác mà leo Bạch Mộc Lương Tử, leo Nhì Cô San thì đấy là việc của họ. Chúng ta nhìn để chúng ta học thôi, chứ chúng ta không có bị gán mục tiêu của họ sang cho của mình, bởi vì rõ ràng cái định hướng của chúng ta khác. Thì đấy chính là cái đề bài thứ 5 ha. Còn cái đề bài thứ 3 là nhiều người nói trong mô hình xanh ngọc là mô hình làm việc hạnh phúc, bạn nghĩ sao về quan điểm này? Thì thực ra thì đã là quan điểm thì nó không có đúng không có sai. Mình phải khẳng định là đã là quan điểm nó không có đúng không có sai. Mà nó phải có tính bối cảnh cụ thể thì mới có đúng có sai. Chứ còn không có tính bối cảnh cụ thể chịu không thể nói được cái điều này đúng hay sai đâu cả nhà. Tất cả các câu nói nó sẽ trung tính nếu như không có tính bối cảnh. Tất cả các câu nói nó sẽ trung tính nếu như không có tính bối cảnh. Cho nên là mình bị sa đà vào tính đúng sai của quan điểm thì không nên làm, nên phân tích đa chiều.
trong môi xanh ngọc có một cái đặc điểm là mọi người thường là thần tượng sự hạnh phúc, thần tượng sự hạnh phúc. Nhưng với góc nhìn của mình thì bạn thần tượng sự hạnh phúc thì bạn cũng phải thần tượng sự đau khổ. Sự đau khổ đây tức là như thế này này, là trong là môi xanh ngọc là thường là khi một ai đó đang đau khổ và chúng ta cũng đau khổ như họ luôn và chúng ta muốn kéo họ luôn ra khỏi cái sự đau khổ đó. Khi một người đang tức giận, khi một người đang mệt mỏi, khi một người đang buồn chán, lập tức họ vừa mới ngấm đòn một tí thôi, mình đã nhúng họ ra để họ hạnh phúc hơn rồi. Thì mình nghĩ rằng mô hình đó cũng không hẳn thực sự đã tốt. Với mình một cái mô hình mà thực sự là mô hình hạnh phúc theo kiểu, cái nghĩa mà nghĩa khác không phải hạnh phúc theo kiểu là vui vẻ rồi hạnh lâng lâng rồi phê phê đâu. Hạnh phúc lớn nhất của mình ấy là cái hạnh phúc mà con người ta được trưởng thành, hạnh phúc lớn nhất. Và không có một cái sự hạnh, cái một sự trưởng thành nào chảy ra mà chỉ có nụ cười không cả. Nó phải có nước mắt, phải có máu, phải có mồ hôi, nó phải có sự trả giá. Và họ cần phải được trưởng thành. Và cái sự hạnh phúc đó mới là hạnh phúc mà nó đáng giá, mà mình có thể kể nhiều năm. Còn một cái nụ cười nhạt toẹt theo kiểu là hôm nay mọi người rất là vui, ai đó nói chuyện với nhau cũng rất là ái ngữ, với nhau vui vẻ với nhau, thì đó chỉ là một cái nụ cười nhạt toẹt thôi. Tức là như thế này, khi mà một người đang đau khổ trong một tổ chức, tất cả mọi người trong một tổ chức đầu tiên cứ để yên cho bạn ấy đau khổ trước. Có những giai đoạn nha, đừng động gì đến bạn ấy cả, cứ để yên cho bạn ấy đau khổ một thời gian. Công việc của chúng ta là gì? Quay về lắng nghe chính mình ấy. Cứ để bạn ấy ngấm đòn một thời gian, sau đó chọn một cái thời điểm phù hợp rồi chúng ta quay lại với bạn ấy sau. Còn khi mà bạn ấy đang đau khổ và tất cả chúng ta đều nói em phải bình tĩnh, em phải quan tâm đi, em phải thế này thế kia, tất cả những lời nói đó nó mang tính chất lý trí, nó khiến cho bạn càng bấn loạn hơn. Nên là một cái mô hình hạnh phúc không phải một mô hình chúng ta cố kéo nhau ra sau ra khỏi đau khổ và hướng nhau về hạnh phúc, mà là một mô hình hạnh phúc là chúng ta học được gì từ đau khổ và học được gì từ hạnh phúc. Thì là đấy là mô hình hạnh phúc nó bền vững hơn, là học được gì từ đau khổ và học được gì từ hạnh phúc quan trọng hơn nhiều so với việc là hạnh phúc và đau khổ. Cái điều này không biết là nhà mình có dễ hiểu không ạ? Là học được bài học từ đau khổ và học được bài học từ hạnh phúc nó quan trọng hơn nhiều so với việc là chúng ta đang đau khổ hoặc đang hạnh phúc. Cho nên là một tổ chức mà nói rằng tổ chức tôi đang hạnh phúc, chúc mừng bạn, và thì bạn có học được điều gì từ hạnh phúc không? Điều đó quan trọng hơn là bạn đang hạnh phúc. Bởi vì khi mà bạn đang hạnh phúc và bạn bị bám chấp vào nó, bạn sẽ bị kẹt. Và sau này đội nhóm của bạn chỉ cần một vài người đau khổ, bạn không chấp nhận được sự đau khổ đó và bạn cũng bị đau khổ theo. Một đội nhóm hạnh phúc là đội nhóm đó chấp nhận được đồng đội của mình và ngay cả chính mình, cả hai trạng thái đau khổ và hạnh phúc, thì thực sự là đội nhóm mới có sự bao dung. Còn khi mà chúng ta chỉ có anh em chỉ có chấp nhận nhau ở cái gương mặt rất là vui, đến nhá, đã đến đội nhóm nhá, anh em ở đây là chỉ có cười, thằng nào mà khóc là biến, thằng nào mà đến mang một cái khuôn mặt gọi là bí xị đến đây là biến đó. Bởi vì mình đã từng có một cái giai đoạn mà mình yêu cầu anh em ấy, nếu như anh em đã đến công ty ấy, thì làm ơn anh em hãy để tất cả những cảm xúc của anh em ngoài đường, đừng có mang vào công ty. Đến đây phải năng lượng, phải trao cho năng lượng niềm vui chứ, đến nhau một toàn gọi là tiêm truyền cho nhau tiêu cực ra. Đã có những giai đoạn mà mình đã từng như vậy với đội ngũ, và tất nhiên anh em cũng năng lượng, nhưng năng lượng của sự giả tạo. Về nhà họ vẫn đau khổ bình thường, ra ngoài đường họ vẫn đau khổ bình thường, họ vẫn đến đây và vẫn cố gắng diễn một cái khuôn mặt rất là vui tươi với mọi người để mọi người được vui, nhưng bản thân của họ, họ không giải quyết được vấn đề, năng suất làm việc của họ vẫn không thực sự cao. Nó đến từ việc là chúng ta đang chỉ chấp nhận được những thứ tốt và không chấp nhận được những thứ không tốt. Và cái sự bao dung chúng ta không có, cho nên là nó không được. Cho nên là nói rằng mô hình xanh ngọc là mô hình làm việc hạnh phúc cũng đúng. Mà nếu như rằng là nói rằng là mô hình xanh ngọc là một mô hình làm việc cả hạnh phúc và cả đau khổ cũng đúng. Còn nói mô hình xanh ngọc là mô hình làm việc cái gì cũng được thì cũng đúng. Nói chung là nếu khi đã là lý luận và định nghĩa quan điểm thì cái gì cũng đúng cả. Cái quan trọng là cái sự hiểu biết của chúng ta nó như thế nào về vấn đề đó. Nên là mình thấy trong anh em mà một ngày đẹp trời mà mình cảm thấy nhau đau khổ thì thôi cứ để bạn ấy đau khổ đi, không vấn đề đâu. Coi đau khổ là bài học chứ đừng coi đau khổ là vấn đề. Chúng ta đang coi đau khổ là vấn đề cho nên là chúng ta mới đi giải quyết vấn đề. Và chúng ta coi đó là bài học thì chúng ta sẽ biết cách giải quyết nó đúng đắn. Nhưng mình đang nghĩ là rất nhiều anh em coi đau khổ là vấn đề cho nên đi giải quyết vấn đề. Càng giải quyết thì lại càng vấn đề càng to lên. Hãy coi đau khổ nó là một cái bài học, đừng coi nó là vấn đề phải giải quyết.
bởi vì có những bài học, có những vấn đề không thể giải quyết được. Có những bạn động lên là bạn ấy sân, không thể giải quyết được vấn đề đó. Hãy học từ bài học từ điều đó thì quan trọng hơn. Nên là mình tương giao với rất nhiều anh chị em, hay ngay cả trong gia đình của mình, ngay cả mẹ của mình cũng như vậy. Không thể nào mà giải quyết được bài toán là làm thế nào để người ta hết sân được. Bản thân mình còn không chữa được cho chính mình, nói gì đến người khác. Nhưng từ khi mà mình hiểu chữa cho chính mình khó quá nên mình cũng buông luôn muốn chữa cho người khác. Mà chỉ tùy duyên, anh chị em nào cần thì sẽ giúp đỡ, còn không có cố để giúp đỡ người khác đâu. Giúp đỡ người khác cách rất tự nhiên thì mình mới bao dung được, thì mình giúp đỡ trong cái sự vô điều kiện được. Còn giúp đỡ người khác và cố để giúp cho họ chuyển hóa thì mình sẽ sinh ra một cái sự kỳ vọng nơi người khác. Và khi họ không thay đổi, mình buồn và họ cũng buồn. Khi họ không đáp ứng được như kỳ vọng của mình thì mình cũng buồn theo luôn. Rồi cái đội nhóm đoàn kết quan trọng là đội nhóm thành công. Cái câu này là cái câu mà mình hay đưa ra trong cái hành trình. Thì cái câu này là cái câu mà để xây dựng đội nhóm trong thời gian ban đầu. 6 tháng đầu tiên mình sẽ ghi câu này. Nhưng sau sáng thao mình sẽ bỏ câu này đi, mình không ghi câu này nữa. Bởi vì khi chúng ta đã chấp vào quan điểm, chúng ta sẽ fighting với nó, sẽ chiến đấu với nó và chúng ta sẽ gạt bỏ những thứ khác. Nên là ông Saguru, ông nói một câu rất hay là đôi khi cái ý nghĩa cuộc đời nó cũng sẽ hủy hoại cuộc đời của bạn. Khi mình nghe câu đấy mình cảm thấy rất hay. Ý nghĩa cuộc đời nó sẽ hủy hoại cuộc đời của bạn như thế nào? Và khi mà bạn đã có một ý nghĩa cuộc đời, bạn sẽ fighting với nó, bạn sẽ chiến đấu với nó và bạn sẽ hủy bỏ những thứ khác không được gọi là ý nghĩa của bạn. Thì cuộc sống của bạn nó sẽ thành một cuộc chiến rất mệt mỏi. Bạn coi rằng văn hóa đọc là ý nghĩa cuộc đời của bạn, rồi đến một ngày đẹp trời, bạn sẽ cần phải có một cái nghĩa vụ khác trong cuộc đời, bạn sẽ bỏ nó hoặc bạn sẽ dẹp những thứ khác để bạn chiến đấu với nó thì rất mệt. Đã là ý nghĩa cuộc đời rồi á, nó không cần phải chiến đấu mà nó phải hiện hữu trong thực tại thì đấy là ý nghĩa cuộc đời. Ý nghĩa cuộc đời mà mình phải đi tìm kiếm và mình cần phải đạt được nó để mới hình thành được ý nghĩa cuộc đời thì đó không phải ý nghĩa cuộc đời chân thực. Ý nghĩa cuộc đời nó tồn tại ngay bây giờ và nó không phải đi tìm kiếm. Bạn đi cầu, bạn vẫn tìm được ý nghĩa cuộc đời. Thì cái này chúng ta phải nghe cái bài ý nghĩa cuộc sống của ngày Viên Minh nào, chúng ta sẽ hiểu vấn đề này. Thì chúng ta không phải đi tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời nữa cả nhà. Nhưng tất nhiên thời gian ban đầu chúng ta đang lạc lối thì chúng ta vẫn phải đi tìm kiếm. Rồi qua giai đoạn tìm kiếm một thời gian chán, tìm không thấy thì chúng ta mới thấy đây rồi. Cho nên là mình vẫn không, gần như không có tước bỏ cái giai đoạn đầu tiên chúng ta đang cứ đi tìm kiếm đi. Nhưng khi tìm kiếm một thời gian rồi sẽ thấy được rằng nó không phải đi tìm kiếm vào đâu cả. Cho nên là mọi thứ nó đều có tiến trình của nó, không có đốt cháy giai đoạn được. Nên là một số bạn trẻ vẫn khuyên bạn ý nên đi tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời đi, nên chiến đấu đi, nên đi ra ngoài đường đi, nên làm việc nhiều lên để va chạm nhiều lên. Nhưng khi mà thấy bạn ấy ngấm đòn một tí rồi, à đúng rồi, thằng này bắt đầu ngấm đòn rồi này, quay lại đây tao chỉ cho mày biết đâu là ý cuộc đời. Còn khi mà bạn ấy chưa có nếm đòn thì cả chúng ta đã chỉ cho bạn ấy thì các bạn ấy không giác ngộ được đâu, không thấy được vấn đề đâu. Nên là một số anh chị em khi mà chưa trải nghiệm nhiều về môn xanh ngọc hay chưa làm việc nhiều về môn xanh ngọc, mình sẽ không nói những điều như thế này đâu. Nhưng mà một số anh chị em đấy đã trải nghiệm nó qua một thời gian rồi thì nói đến đâu là thầm đến đấy. Đúng không? Nói đâu là thầm đến đấy. Bởi mình đã trải nghiệm thời gian làm việc đó một thời gian rồi. Còn một thời gian đầu mà mình chia sẻ với môn xanh ngọc, mình chỉ chia sẻ đấy, lý thuyết là như vậy, đọc tái tạo tổ chức đi, sống trọn vẹn nó như thế này. Một thời gian sau mà làm một thời gian rồi mình sẽ chia sẻ những cái góc nhìn khác nữa. Đội nhóm đoàn kết quan trọng là đội nhóm thành công. Nó sinh ra trong cái bối cảnh đầu tiên của đội nhóm ấy, là cái sự ích kỷ của mọi người được sinh ra và mọi người biện minh cho câu chuyện là tôi muốn tổ chức cho tốt, tôi muốn tổ chức tốt lên và tôi muốn các anh chị phải theo cái định hướng đó. Và từ đó cái sự ích kỷ của đội ngũ nó sinh ra. Thì cái câu này là cái câu đối trị lại với sự ích kỷ của đội ngũ, đối kỷ lại với cái tôi. Nhưng khi mà đội ngũ đã cơ bản gắn kết và mọi người biết nghĩ cho nhau rồi thì mình sẽ phải chuyển sang một cái hình thái khác. Câu này không còn giá trị nữa. Nên là thời gian thành lập team của mình hay đưa ghim câu này vào. Nhưng đến một thời điểm khác, mình sẽ không nói nhiều về câu này nữa. Thì mọi người phải hiểu cái câu này là câu mang tính chất đối trị. Giống như thiền định ấy, là để đối trị. Còn thiền tuệ là không có mang tính chất đối trị, là thiền tuệ là để nhìn ra sự thật. Đó. Thì tất cả những cái lý thuyết và hệ tư tưởng nó thiên hướng nhiều hơn về đối trị, tức là để giải quyết được những bài toán thực tiễn trong đời sống thì đấy là phương pháp đối trị.
Còn nếu như để giải quyết bài toán nào cũng giải quyết được thì không thể nào dùng các hệ thống tư tưởng mang tính chất tục đế như này được, mà phải sử dụng các phương pháp chân đế, tức là các phương pháp đúng tuyệt đối tại mọi lúc mọi nơi. Thì cái này chúng ta phải trải nghiệm thực chứng thì mới thấy được điều đó, còn nếu không thì vẫn dừng lại ở mặt lý thuyết thôi. Nên là sẽ có trường hợp cái câu đội nhóm đoàn kết quan trọng đưa nhóm thành công hợp lý, và có những giai đoạn không, lúc này là đội nhóm phải có một cái kết quả này. Anh em đoàn kết với nhau nhưng đoàn kết mà để kéo nhau đi xuống, đoàn kết theo kiểu là cái mè một lứa, đoàn kết theo kiểu là cùng nhau đi giết người, cùng nhau làm việc xấu thì đoàn kết để làm gì? Đoàn kết mà để anh em gọi là xấu đi, mà để anh em trở nên gọi là trở thành tướng cướp thì đoàn kết đấy. Nhưng rõ ràng đoàn kết đó không cần, không cần thiết. Đến một giai đoạn tiếp theo mà khi mà đội nhóm của chúng ta vượt thoát được cái đoàn kết rồi thì nó phải hướng đến cái gì ạ? Đây này. Cái này mình đã chia sẻ từ ngay từ buổi đầu với nhau mình rồi đúng không? Đây. Đoàn kết nó chính là cái bốn cái cấp độ phía dưới đó. Đến giai đoạn mà mỗi một người đều bị tự biết một cái con đường đạo của chính mình rồi. Khi mà mỗi người chưa có con đường đạo của chính mình thì hay họ khuyên họ nên đoàn kết để gắn bó lại với nhau, để nương tựa vào với nhau. Nhưng nếu như mỗi một người đều tự biết nương tựa vào chính mình rồi thì không cần phải đến đoàn kết nữa. Nên là mình nói rất rõ nha, mình không phủ nhận sự đoàn kết, không phủ nhận cái sự tinh thần gắn kết và đội ngũ, hay không phủ nhận tất cả những yếu tố liên quan tới việc mọi người phải tương tác với nhau. Là khi mỗi một người chưa rõ tưởng tỏ tường về con đường đạo của chính mình thì khuyên anh em nên gắn bó với nhau, nên gắn bó mật thiết với nhau để nương tựa vào chính nhau và nhau mà sống. Nhưng nếu như mỗi một người đều tự tìm ra được một cái con đường đạo cho chính mình rồi, không cần đến người khác, mình vẫn có cho mình một con đường đạo, một con đường để sống vững chãi, không cần phải đến thầy, không cần phải đến người bạn để tương tác, mà mình vẫn chủ động mình học, mình rèn luyện, mình vươn lên, không cần đến môi trường mà mình vẫn vươn lên, vẫn học tập một cách bền vững, thì khuyên anh em là không cần phải đoàn kết với nhau. Bởi vì khi mà mỗi người tự nương tựa vào chính mình rồi thì mọi người sẽ biết cách tương giao người khác một cách rất đúng đắn. Còn khi mà anh em mình còn đang chưa có một cái con đường của chính mình thì phải nhờ đến nhau mà sống. Cho nên là cái năm cái cấp độ này nó là cái tiến trình chuyển hóa đấy. Nên thời gian đầu tiên mà tại sao mà mình lại đưa ra cái câu nói đoàn kết quan trọng hơn thành công, bởi vì để nó đối trị lại với sự ích kỷ, để mọi người gắn kết lại với nhau, để mọi người bắt đầu nương tựa được với nhau, đội nhóm bắt đầu có sự nương tựa với nhau. Đấy, nhưng một thời điểm mà anh chị em sau một thời gian cái văn hóa xanh ngập nó đủ vững, mỗi một người đều tự tìm cho mình một cái con đường đạo rồi thì hãy tự thắp bước lên mà đi thôi. Thì giai đoạn này giai đoạn rất khó nha. Thì cái nhu cầu hiểu và thương nhau nó bị ít dần đi cả nhà. Cái việc mà tìm hiểu về người khác, muốn người khác hiểu mình, hoặc là mình muốn hiểu người khác, nó cũng ít đi. Cái này cả nhà mình cứ trải nghiệm mà. Mình chỉ chia sẻ ngắn gọn như vậy thôi. Anh chị em mà trải nghiệm dần thì mình sẽ chia sẻ sau nha. Đây là cái mà bản thân mình cũng cảm thấy nó đang đúng. Cái này là mình hoàn toàn dựa trên hai yếu tố nhá. Một là dựa trên văn tuệ, là cái yếu tố phân tích lý trí của mình gọi là văn tuệ. Hai là bản thân mình cũng đang thực chứng cái cấp độ này, bởi vì bản thân mình đã xây dựng các đội nhóm nó đều đầy đủ cả năm yếu tố này rồi. Bản thân mình cũng đã trải qua rồi. Đặc biệt là bây giờ đang thực chứng cái đồng đạo này, là bản thân mình bây giờ gần như là không có nhiều nhu cầu câu chuyện là phải có những buổi hiểu và thương với nhau thực sự là rõ ràng nữa đâu. Mà cái sự hiểu và thương nó trong từng lời nói, hành vi hàng ngày, tương tác hàng ngày với nhau, chứ không phải đợi đến buổi hiểu và thương thì mới ngồi hiểu và thương nhau. Rồi thì trong ngày hôm nay như vậy, phần lớn là chúng ta tưởng rằng chúng ta hiểu về môn xanh ngọc, nhưng có những lúc mà càng hiểu chúng ta thấy mỗi một lần chúng ta hiểu thêm một cái tầng mới, chúng ta chưa hiểu được nó luôn đâu ạ. Và bản thân mình cũng như vậy, mô hình này là mô hình mà mình sẽ khám phá nhiều năm nữa, và mô hình này là mô hình mà khám phá được bản thân mình càng rõ thì càng hiểu hơn được mô hình này. Đấy là tùy lệ thuận nha. Mình càng khám phá được chính mình càng rõ thì mình hiểu mô hình xanh ngọc càng rõ, còn mình khám phá mình
càng mơ hồ và lờ mờ thì mình lại càng hiểu nó là càng mơ hồ lờ mờ, hiểu trên bề mặt câu chữ và bề mặt lý thuyết thôi, chưa thực sự là hiểu rõ một cái tỏ tường đâu ạ. Và phần cuối cùng mình chia sẻ với anh em mình để trước khi mà mình đi vào phần trong em phần bài tập ngày hôm nay, là cái sự lắng nghe ở đây thì mình đã kiến giải với nhà mình rồi đúng không ạ? Lắng nghe bằng cả tấm lòng này, vượt lên trên đánh giá phán xét của mình đối với người khác. Cái câu này là câu mà mình đã trải nghiệm khi mà mình đọc hiểu và thương thời gian gần đây, khi mà mình thực tập cái việc là đọc toàn bộ tất cả những cái lời gọi là feedback của học viên trong chương trình K2 văn hóa đọc, hay là của tất cả thành viên trong hành trình chuyển giao, là gần như tất cả cái bài mà anh chị em cần up lên là mình sẽ đọc hết, không có bỏ sót bài nào đâu. Từ tất cả các bài có đúc kết hay là bài hiểu và thương mà mọi người gửi file lên, thì khi mà mình đọc mình cảm thấy có một cái tiếng nói như thế này. Ví dụ đi, có người, có anh chị sẽ nói rằng là tôi thấy quan điểm A, quan điểm B này tôi không đồng ý. Lập tức bên trong con người của mình có một cái sự phản ứng. Và hình như là mình đang đi tìm kiếm lời nói, những cái suy nghĩ đồng điệu với chính mình, phù hợp với quan điểm của mình, nhiều hơn là thực sự mình đang muốn lắng nghe người khác. Bởi khi bạn đã có một cái tâm thái lắng nghe người khác, bạn phải bỏ qua những cái đúng sai của chính bạn, bạn phải lắng nghe toàn bộ tất cả những gì họ đang nói. Còn khi mà bạn nói, bạn lắng nghe và bạn phản ứng quá mạnh với những cái thứ gì đó đúng đắn với quan điểm của bạn và không đúng đắn với quan điểm của bạn, thì thực ra bạn đang muốn đi tìm kiếm cái tiếng nói, cái sự đồng điệu của bạn nhiều hơn là bạn muốn lắng nghe người khác. Bạn đi tìm kiếm tiếng nói phù hợp với quan điểm của bạn nhiều hơn là bạn thực sự muốn lắng nghe người khác. Cho nên tất cả những điều mà chúng ta nói rằng chúng ta muốn lắng nghe nhau thì nó là chỉ là sự ngụy biện thôi. Lắng nghe nhau là hoàn toàn là lắng nghe một cái sự gì đó nó rất là tinh khiết. Điều này rất khó. Và khi mà mình phát hiện ra điều này thì mình bắt đầu thực tập, mình đọc kỹ lại từng cái phần của mọi người và đọc với một cái sự trọn vẹn. Và mình bắt đầu chuyển hóa được những cái sự không hài lòng, những cái suy nghĩ mà nói rằng tại sao bạn người này lại nghĩ khác mình như vậy, tại sao người này họ vẫn chưa hiểu ra vấn đề, tại sao họ lại thế này thế kia. Nên là có một cách lắng nghe rất hay là hãy đọc lại tất cả những cái feedback của mọi người đối với mình. Ngày trước mình rất ngại đọc feedback của mọi người đối với mình. Nhưng bây giờ thì mình sẽ biết cách đối mặt với nó. Lắng nghe bằng cả tấm lòng nha, vượt lên trên đánh giá đúng sai phán xét. Hôm qua mình đọc feedback của các anh chị ở bên Night Talk bên 4A ấy. Thì quan điểm của anh Kiên rất hay nha. Anh đã bắt đầu anh đưa ra quan điểm là anh không muốn nói nhiều về sự hạnh phúc, bởi vì đó là cái năng lực của trực giác. Còn khi mình nói ra là bằng ngôn từ, bằng lý trí rồi. Thì sau đó lúc đó trong đầu của mình, khi mà mình đang đọc cái câu đó, đập tức trong đầu của mình ấy, nó nảy sinh lên một cái suy nghĩ là vẫn nói được mà, và rất nhiều người muôn đời nay mọi người vẫn nói về nó mà. Tức là bắt đầu nó sinh ra một cái sự đối chọi lại. Và khi mà nó sinh ra một cái sự đối chọi lại như vậy thì rõ ràng cái sự lắng nghe của mình với cái người viết ra cái điều này nó không còn trọn vẹn nữa. Là bắt đầu mình áp đặt quan điểm của mình, thì từ đó mình với họ mất kết nối ngay. Và mình không kết nối được với anh ấy. Mình không kết nối được với tất cả mọi người. Thế thì khi mà mình bắt đầu học cái việc đó, mình lắng nghe, mình nhận diện được cái suy nghĩ đó, thì mình buông nó dần. Khi mình buông nó xong thì mình bắt đầu lắng nghe được cái câu chuyện của họ, thì ở một cái năng lượng vô hình nào đó không thể diễn tả bằng lời, mình có một cái sự kết nối không cần phải nói với người khác. Cái này thì chỉ khi nào mình thực sự lắng nghe được thì mình mới cảm nhận được điều này. Thì cho nên là khi mà mình cảm nhận được cái năng lượng của người khác không cần thông qua lời nói, thì tự nhiên nhu cầu hiểu và thương của mình khác ít dần đi, không phải tương tác nhiều với nhau đâu. Mà mình đã từng rất nhiều lần thực chứng ở trên bàn nhậu rồi. Ngày trước mình nhậu rất nhiều, và trên bàn nhậu thì hiểu và thương nhau vô cùng luôn anh chị em. Em tên là gì? Đấy, nhà em ở đâu? Công việc em thế nào? Xong chén rượu quên sạch rồi, lại sau hai lại hỏi lại và bị phạt rượu tiếp. Vừa uống với nhau hai ba chén rồi, lượt đi lượt về xong lại hỏi lại tên nhau. Đã hiểu và thương kiểu trên bàn nhậu, là chúng ta hỏi nhau rất nhiều, nhưng chúng ta có nhớ được bao nhiêu dựa trên những thứ chúng ta đã hỏi. Nên hình như cái việc hiểu và thương ở mặt lời nói nó cũng ở dạng tương đối thôi.
Cái quan trọng nhất là cái sự lắng tâm của chúng ta đủ lớn thì chúng ta sẽ, họ nói một vài điều chúng ta sẽ nhớ được kỹ hơn. Và lắng nghe đủ sâu thì sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng nơi người khác, từ đó chúng ta sẽ có quyết định hợp tình hợp lý, vượt lên trên lý trí đúng sai đơn thuần. Cái này thì nó cũng giống như một người trong một tổ chức xanh ngọc, chúng ta bắt đầu quy định là trong một tổ chức xanh ngọc bạn phải thuần hóa cái tôi, và khi thuần hóa cái tôi rồi bạn phải nhận lương theo kiểu A, kiểu B, kiểu C như thế này. Là đó là cái nhìn của lý trí. Chúng ta chưa có một cái khoảng lặng, chúng ta nhìn lại xem người khác đang như thế nào. Rồi chúng ta quy định rằng bạn đang tham là cái sai, thì cũng là không là cái đúng đâu. Trong môi xanh ngọc nó lại không như vậy. Đấy là góc nhìn riêng của mình. Có thể nó không đồng ý kiến với tác giả lắm, nhưng nếu như ở đây, nếu như thực sự là một mô hình mà nó vượt thoát được thì cái sự đúng sai đó đôi khi không cần thiết. Năng lực của trực giác nó sẽ không có phải là câu chuyện của lý trí. Nên là mình thấy một mô hình mà xanh ngọc mà rất lý trí là sẽ triệt tiêu cái tham, cái sân, cái si một cách rất là kiên cưỡng. Triệt tiêu cái tham, cái sân, cái si một cách kiên cưỡng, đấy cũng chính là một cái sai lầm. Cái này thì cứ cần cảm nhận nha, mỗi một người cứ tự quay về xem lại cái tâm của mình thôi là sẽ dần dần là một thời điểm là mình sẽ nhận diện được cái điều này. Có những lúc chia sẻ với cả nhà luôn, có những người mà chúng ta có chấp nhận luôn cái mức lương của họ hay là cái mong muốn của họ nó rất là vô lý, nhưng mà mình thấy nhưng mà khi mà mình lắng tâm đủ kỹ mình thấy nó hợp lý, thì chúng ta phải chấp nhận được những thứ vô lý một cách hợp lý nhá. Có rất nhiều thứ vô lý một cách hợp lý đấy. Rồi. Khi đó không còn đúng sai nhiều nữa đâu. Bài chia sẻ về xanh ngọc này mình chia sẻ với những anh chị em mà đã làm môn xanh ngọc trên 3 tháng thôi nha. Còn người mới nghe là không nên nghe đâu. Người mới nghe là sợ rằng là sẽ bị chấp vào quan điểm kia đấy. Đấy, nguy hiểm lắm. Rồi, chúng ta đến với bài tập tuần này. Đây ạ, bài tập tuần này. Hôm nay mình nói rất nhiều về sự lắng nghe, và tất nhiên bài tập của nó cũng sẽ liên quan đến sự lắng nghe. Bài 1 thì vẫn như vậy rồi. Bài 2 này là xây dựng hoạt động tự học tự rèn của tim. Có một cái rất là mình muốn chia sẻ với nhà mình là làm thế nào để nối được cái chương trình đào tạo xanh ngọc này với doanh nghiệp của anh chị càng chặt thì nó càng tốt. Chứ đừng coi đấy là một chương trình ngoài lề, mà hãy đây coi chương trình đào tạo nội bộ, đừng coi đây chương trình đào tạo bên ngoài. Nên là mình thấy anh em trí tuệ Việt Nam vẫn đang bị thắc mắc một điều là tại sao mà bên phòng nhân sự là tại sao mà không có chương trình đào tạo cho team. Mình thấy là mọi người tại sao không có tư duy là tại sao không biến tất cả chương trình K2 văn hóa đọc hành trình chuyển giao làm chương trình đào tạo nội bộ luôn đi. Tại sao cứ phải bơi ra những cái chương trình mới làm gì? Các chương trình mà mình đang join còn không hết mình nghiêm túc thì nói gì đến câu chuyện đào tạo nhau trong nội bộ, đúng không? Cho nên mình thấy điều đó nó không được đúng lắm, nhưng mà thôi, anh em cũng cần phải có những cái trải nghiệm để nhìn ra bài học. Nhưng có những lúc mà mình thấy nó gặp vấn đề nhưng mình không có nói, bởi vì có những thứ họ phải trải nghiệm họ mới cảm nhận được. Mình chia sẻ nhiều quá nó sẽ khiến cho họ chùn chân, không hành động, thì đôi khi là mọi người sẽ không có thấm được. Mình vẫn thấm cái bài học của Đức Phật dạy về có những điều mà người khác nghe là đã chuyển hóa, có những người nhìn sẽ chuyển hóa, có những người thân gia đình mình gặp vấn đề thì họ mới chuyển hóa, và có những vấn đề mà thực chứng thân của họ gặp vấn đề họ mới chuyển hóa. Nên là giác ngộ nó không dễ như vậy, không chỉ thông qua lời nói của mình mà người khác đã chuyển hóa được đâu. Đôi khi trong cuộc sống người ta cần phải trải nghiệm thực tế. Xây hoạt động tự học tự rèn nha. Và mình cũng có một cái đề xuất như vậy, làm thế nào để nối được chương trình này của anh chị với cái chương trình đào tạo nội bộ của mình thì mình không bị phí thời gian, không bị lãng phí thời gian và nguồn lực. Rồi tiếp theo là hãy thực tập lắng nghe để hiểu đồng đội mà không mong cầu họ chia sẻ thêm một điều gì cả, sau đó viết lại trải nghiệm của bạn.
Hãy thực tập lắng nghe nha, để hiểu đúng độ. Tức là gì? Là trong các buổi của mình ạ, mình học cách lắng nghe người khác. Và trong các buổi hiểu và thương ạ, hoặc là những buổi làm việc mình cứ nghe người khác. Và có rất nhiều thứ mình muốn họ làm và muốn họ nói. Thì bây giờ mình sẽ tạm buông cái mong cầu đó. Và nếu như họ không làm, không nói, chúng ta thử thực tập xem. Không phản ứng lại cái điều đó, xem điều gì diễn ra. Nha, mình muốn một hai lần anh chị em thực tập cái phương pháp này. Rồi, cái phần thứ ba là cùng nhau đọc, kiến giải và đúc kết lại tối thiểu 3 phần trong cái cuốn sách áp dụng tinh thần Phật giáo trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Cái này mình đã có link gửi cho nhà mình rồi nha. Đây mình chia sẻ với nhà mình cái này. Đây nha, đây là cái, tại vì cái cuốn này bây giờ không có bán nữa cả nhà, cho nên thôi chúng ta phải chấp nhận đọc cái đọc trên ebook nha. Thì ở đây nó có 70 phần nha. Và mỗi một phần của nó rất hay là gì? Là nó chỉ đọc trong vòng khoảng tầm 10 phút thôi là xong. Đấy. Ví dụ mình bấm vào cái phần người doanh nhân tỉnh thức này. Đấy, chỉ đọc một đoạn ngắn như này thôi. Thì chúng ta đọc 3 phần như này. Thì nhóm của mình không cần phải đọc tuần tự nhé. Bởi vì 70 phần này rất hay là một điểm là hoàn toàn có thể đọc độc lập với nhau. Giống như cuốn hiểu về trái tim ấy. Thì nhà mình có thể là chọn bất cứ một cái đề mục nào mà cảm thấy phù hợp. Ví dụ như là trong hiện tại doanh nghiệp của mình đang cần phải xây dựng chính sách tôn trọng lời hứa này, chính sách xây dựng tinh thần trách nhiệm xã hội này, chính sách chấp nhận sự thay đổi này. Đấy, bất cứ thứ gì nhá mà mình cảm thấy phù hợp với nhóm của mình hiện tại mình chọn ra. Nhóm mình nhìn lại xem doanh nghiệp mình đang cần cái gì. 70 nội dung này chọn ra 3 nội dung thôi, bất kỳ phù hợp nhất. Và bấm vào đọc. Ví dụ như chính sách sinh hoạt tỉnh thức đây. Đấy, chính sách quan hệ lành mạnh này. Thiết lập các tiêu chí vừa phải về năng suất lao động, cạnh tranh. Điều chỉnh chính sách phục vụ nhân sự. Đấy. Ở đây nó có những cái đầu dòng rất dễ để trong nhà mình đọc có thể áp dụng nha. Thì nhà mình có thể đọc ở đây nha. 3 phần nữa. Đây, sứ mệnh doanh nghiệp, một số anh chị em mà quan tâm đến sứ mệnh doanh nghiệp này. Có thể đọc ở đây. Rồi ạ. Thì bài tập trong tuần này là như vậy. Còn một phần nữa rất là quan trọng cả nhà, là bắt đầu từ buổi ngày hôm nay là mình muốn tạo ra được nhiều cái sự kết nối tương giao giữa các team với nhau để tạo ra những cái hoạt động giá trị. Thì ở đây này mình thấy có một số team đang có một số cái giá trị rồi. Ví dụ như là team hướng nghiệp Bắc Ốc đi. Cả nhà mình đã tạo ra được cái già nghiệp rồi đúng không ạ? Bây giờ mình hỏi một chút là team hướng nghiệp Bắc Ốc có sẵn sàng hỗ trợ được khoảng cho 3 đến 5 người một tuần để hỗ trợ cho họ già nghiệp không ạ? Mình chưa làm cần làm lớn nha. Là khi mà mình đã làm cho nhóm mình rồi, hoặc một người cũng được. Mình bắt đầu muốn tạo ra sự connect của mọi người với nhau. Vài người cũng được, là trong vòng một tuần từ đến tuần sau là ngoài của team mình ra thì chúng ta có hỗ trợ già nghiệp được cho anh em khác không? Đấy, nếu trong nguồn lực của mình. Môi sinh học là không có ép nhá, là nếu như chúng ta cảm thấy có thì chúng ta sẽ tạo ra sự kết nối ngay bây giờ với nhau. Thì không biết chị Diễm còn ở đây không, là ai đại diện của câu lạc bộ hướng nghiệp Ba Góc đi ạ? Như à? Không, em thì em sẵn sàng hỗ trợ, nhưng mà để em hỏi nhóm thử. À, chắc là mọi người ai cũng sẵn sàng á. Vậy thì mình đề xuất đi là
bây giờ anh chị em nào cần team hướng nghiệp bao gốc hỗ trợ rà soát lại nghiệp của mình để tìm ra được những cái sở trường đam mê điểm mạnh, rồi một số cái vấn đề về bản thân mình để hiểu bản thân mình hơn, và mình cần hỗ trợ trong tuần, ngay trong tuần này nha, thì mình sẽ inbox lên trên cái nhóm này nha, gõ lại phần chat để trong nhóm hướng nghiệp ba gốc hỗ trợ luôn. Còn sắp xếp như nào là tùy team nha. Đấy, đây những khách hàng đầu tiên của team hướng nghiệp ba gốc đây. Ôi thầy Trung ơi, đừng TCT đông lắm thầy, cứ để cho mọi người tự nhiên đi thầy. Thầy biết TCT đấy là anh em chết mệt luôn đấy. Để cho mọi người tự nhiên nha. Đây có nhiều giai đẹp đó. Nhiều giai đẹp. Rồi hiện tại có, vậy thì hiện tại đang có ai cũng được nha, một hai người cũng được, ba bốn người cũng được. Hiện tại có Ngọc này, Ngọc tiếng Anh ba gốc này, Như lưu lại danh sách này nha, Ngọc này, Ngọc tiếng Anh ba gốc này, chị Thảo ở bên Rèn Con này, chị Khánh, chị Ly, chị Thủy. Rồi tạm thời như vậy nha, đóng link đã để cho team hướng nghiệp ba gốc cũng có một cái sự chuẩn bị. Đóng link anh chị em này nhá. Bên TCT thì thầy Trung xem ai thì chủ động nhé thầy nhá, nên để mọi người chủ động, có mọi người không muốn già mà mình ép mọi người già nghiệp nó cũng mệt lắm, nên là thôi cứ để mọi người chủ động, có gì thì thầy Trung báo với team nha. Đấy thì chúng ta có những anh chị em này này, thì có gì thì team hướng nghiệp ba gốc chủ động liên hệ nha. Rồi xong, sau một sự kết nối này rồi, team mình hỏi một chút là team Rèn Con ba gốc có thể hỗ trợ được một chút cho anh chị em nào trong chuyện dạy con không ạ? Team Rèn Con đã có tự tin để chia sẻ và hỗ trợ những kinh nghiệm của mình trong việc rèn con chưa ạ? Alo mình ơi, chắc là một vài chị Thảo đây. Dạ. Chắc là một vài đề mình có thể chia sẻ được. Rồi, tức là bây giờ cứ chia sẻ mặt chia sẻ tự nhiên thôi, chứ không cần phải bài vở cái gì đâu cả nhà, mình cứ tự nhiên nha. Ừ. Rồi, bây giờ những ai mà đang muốn hiểu hơn cũng như là muốn gia tăng thêm cái phần liên quan đến dạy con, những cái kinh nghiệm thực tế từ chị Thảo cũng như là team dạy rèn con ba gốc, thì mình tương tác lên ạ, mình nhắn lên ạ. Ở đây thì đội hình của mình trong hành trình này thì cũng khá là trẻ, không biết là anh chị em có cần tương tác về phần dạy con ạ, để mình có thêm phương pháp dạy con, rèn con nha. Rồi thầy Trung là bên rèn con đúng không thầy? Đúng em. Vâng thầy Trung bên rèn con giúp đỡ. Vâng rồi nha, thì chị Thảo ơi, chị Thảo lưu danh sách thầy Trung nhá, thầy Trung là thầy giáo đấy, nên là rất cần sự giúp đỡ của chị, bởi vì chị thay đổi được thầy là thay đổi được rất nhiều thế hệ học sinh đấy. Cảm ơn chị Thảo. Mình gọi là giúp sỉ đấy, giúp thầy Trung là giúp sỉ đấy nhá, là thầy có hàng trăm người con đấy, chứ không phải là một người con. Thầy Trung là giúp hàng trăm người con đấy. Rồi dạ. Team em sẽ liên hệ với lại anh Trung ạ, thầy Trung ạ. Thì có gì mọi người sẽ đăng lịch gặp nhau nha. Rồi ạ. Ở đây mình thấy một số team khác đang ví dụ như là anh chị nào đang cần giúp đỡ về khoảng tiếng Anh, tiếng Trung thì liên hệ với rất nhiều team ở đây có khả năng hỗ trợ này, tiếng Anh ba gốc này, Hikado này. Đấy, mình bắt đầu kết nối chéo với nhau để tạo ra giá trị cho nhau đi ạ. Rồi bây giờ đi từ mình đi từ vấn đề xong rồi, bây giờ mình bắt đầu đi từ việc là ở đây có anh chị em nào cần giúp đỡ gì không ạ? Bên TCT đề xuất là có ai cần giải toán và giải cái phương trình cuộc đời thì
có thể sang bên TCT giải phương trình cuộc đời. Ô, thế thì thầy Trung mà kết hợp với bên hướng nghiệp là cũng hay á, bởi vì mình thấy là cái phân khúc của thầy Trung các bạn học sinh cấp 3, cấp 2 rất phù hợp với đối tượng hướng nghiệp mà team hướng nghiệp đang làm. Thì không biết là nếu như được thì thầy Trung kết hợp với thử nói chuyện có một buổi làm việc cũng để ra hướng nghiệp cho thầy Trung luôn. Đấy, thì có gì thì Như kết hợp cả với thầy Trung với nhau, bởi vì hai bên là đang có cái sự đồng điệu với nhau. Đồng điệu. Cảm ơn em Như nhé, cảm ơn team hướng nghiệp. Ơi, Như, em Như nhắn phải. Tin vào nhóm á. Em có nhắn tin lên số điện thoại rồi, có gì liên hệ. Em nhắn lên trên nhóm Zalo đi. Lên Zalo. Ok. Zalo nha. Chị Thảo ơi, chị Thảo nhắn luôn số điện thoại đi. Cho em xin luôn nhỉ. Mình nhắn lên nhóm Zalo nhá, để cho nó có lưu lại trên này thì tí nó mất. Rồi, có team nào mà đang cần hỗ trợ hoặc là muốn hỗ trợ một team khác không ạ? Mình phát biểu nha. Cần hỗ trợ và muốn hỗ trợ đều được ạ. Thì vừa rồi mình có đọc về cuốn Tôi Tự Học á, thì ông Nguyễn Duy Cân ông đọc viên mình nên học hạng cổ á. Ông biết là team Hikado có lớp nào mà liên quan tới cái này không? Tức là học về hạng cổ để biết được về nguồn gốc tìm hiểu về lịch sử các cái văn hóa cổ. Rồi, chị Khánh muốn tìm hiểu về tiếng Hán cổ để tìm hiểu để đọc các tài liệu đúng không ạ? Rồi, thế thì chị Khánh có gì liên hệ với ở đây mình cần một đầu mối bên Hikado ạ. Em xin tham gia cái học Hán với. Cảm ơn chị Hà. Rồi thế thì liên hệ trực tiếp với chị Hà. Thế thì ở đây nhà mình nhắn tin lên nhóm Zalo giúp mình nha. Có cái thông tin thì mọi người nhắn tin lên nhóm Zalo để mình lưu lại. Rồi ha. Rồi, cảm ơn anh chị em. Mỗi một buổi chúng ta tạo ra được một số cái kết nối như vậy, ngắn ngắn như vậy. Tuần sau chúng lại tiếp tục nha. Để chúng ta sanh học nó đơn giản như vậy thôi ạ. Anh chị em nào cần giúp đỡ, người giúp đỡ và có người cần giúp đỡ kết nối lại với nhau thì tự nhiên kết nối nó rất tự nhiên. Còn bây giờ mình cứ cố phải kết nối với nhau trong khi đấy chẳng có vấn đề gì để kết nối cả thì nó rất là gượng gạo. Cả nhà để ý đúng không ạ? Có việc thì sẽ tự nhiên sẽ kết nối, còn không có việc thì tự nhiên kết nối với nhau nó gượng gạo lắm. Nên là hãy tạo ra được một không gian cho người giúp đỡ và người cần được giúp đỡ kết nối lại với nhau thì tự nhiên là mọi thứ nó sẽ happy, nó sẽ tự nhiên mà không cần phải gượng gạo. Rồi ạ, cảm ơn cả nhà mình. Bây giờ thì chúng ta mở mic lên, chúng ta chào nhau nha. Xin chào, cảm ơn Minh và cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Một ngày vui vẻ. Chào cả nhà nha. Con chào các cô chú. Yêu quá. Các bạn này cũng vừa ngủ vừa học đấy. Tâm trạng tham sân si lo. Chào cả nhà, cảm ơn bạn Minh nha. Con tâm mình trong tâm nhau. Chào cả nhà. Bye bye cả nhà. Bé tên gì thế ạ? Thêm vững chãi để cùng gắn bó tới mai sau. Mỗi phút mỗi giây ta gần bên, giáo pháp giúp nhau giác ngộ thêm. Ấm áp câu kinh ta hòa ca, nguyện tri ân thế giới xa ba. Chánh pháp nhân tâm tu tại gia, phước an vui khô lìa xa, chuyển hóa nhân sinh buông mê lầm, theo Phật pháp tùy duyên tu đạo. Xa bà có gì đáng sợ đâu, luân hồi ta lại được gặp nhau, con thuyền
thuyền thuận duyên không dính mắc, hai bờ cành khổ vui qua mau. Thuận duyên không dính mắc, bye bye mọi người nha. Anh vui bên nhau, đem truyền Phật pháp đến ngàn sau. Nương theo Phật Hoàng ta nhập thế, ta độ nhân sinh thoát khổ đau. Nhân tông đại sĩ, mình dạy nhau giữ hòa hiếu cha mẹ, hòa thuận chồng vợ gia đình, hòa hợp xã hội, tuân thủ pháp lý, đạo lý, luân lý, gắn bó yêu thương nhau, tự hào bên nhau, huynh đệ đồng tu. Gắn bó yêu thương nương tựa nhau, nghĩa khí khó khăn không rời nhau. Bát nước miếng cơm vui sẻ chia, ân tình này nguyện ghi nhớ. Chánh pháp Như Lai không hề quên, huệ phước sống giác ngộ thêm. Học pháp theo nhân tông, ta nhập thế tại gia tu đạo. Sa bà có gì đáng sợ đâu, luân hồi cảnh không vui qua ta đặt tâm mình không tâm nhau, không thấu hiểu đâu. Để tình đồng môn thêm vững chãi, cùng gắn bó mãi dài lâu. Nguyện tình để huynh thêm vững chãi, nguyện cùng gắn bó mãi dài lâu. Nguyện tình đồng môn thêm vững chãi, nguyện cùng gắn bó mãi dài lâu. Thank you.